chương 551, vì hoàng giả, phải có thôn thiên nạp địa chi lòng dạ. Phong quốc bình dân có 6 người, trừ công lương vũ, tiết hoài nhân hai cái văn thần bên ngoài, võ tướng có 4 người. Theo thứ tự là bàn thanh vân, hát thương, phí thân, chu kình. Ba người trước đều là nguyên trấn bắc quân đại tướng, chu kình thì là nguyên an bắc quân phó tướng, hắn cũng là sớm nhất đầu nhập vào quan ninh người, đồng thời một mực đi theo. Trong đó bàn thanh vân thụ hàm tối cao, vì tổng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân. Quang Ninh bản thân là thiên sách thượng tướng, mà hắn lại là hoàng đế, tự nhiên không thể một mực quản lý thiên sách phủ. xưa nay liền từ bàn thanh vân tỏa trấn. dạng này quân chế thiết lập về sau, quan ninh liền là cả nước binh mã đại nguyên soái, quân quyền sẽ không xa suốt, một mực tại hắn trưởng khống bên trong. quan ninh biết rõ, chỉ cần quân đội nơi tay, liền có thể trấn áp hết thảy, liền sẽ không sai lầm. lúc này mới là căn bản. trừ bàn thanh vân bên ngoài, sau người thụ hàm đều thấp nhất đẳng vì nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, bọn họ cùng lúc cũng kiêm nhiệm thiên sách phủ quân cơ đại thần chức đây cũng là quan ninh mới thiết lập chức vị quan trọng. Quân cơ đại thần chức năng vì chấp chưởng quân sự cơ yếu, lâm chiến lúc, từ quân cơ đại thần nhóm thương nghị quyết định chiến lược quân đội điều động các loại sự nghi. Kỳ thực dạng này là tại thiên sách phủ hình thành một cái cùng loại nội các cơ cấu. Quân chính tách ra. Binh bộ chỉ huy điều hành quyền lợi bị lục cách đến thiên sách phủ, bất quá binh bộ thượng thư kim quân cơ đại thần, cũng có thể tham dự vào quyết nghị bên trong, cũng có thể làm cho binh bộ cùng lúc phối hợp. Dạng này đổi chỗ tốt là, ở trước mặt lâm chiến sự tình lúc, có thể cấp tốc hoàn thành hưởng ứng từ thiên sách phủ thống nhất điều hành đề cao thật lớn hiệu suất với lại có thể làm cho chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình làm quyết sách quân cơ đại thần đều là có phong phú kinh nghiệm tác chiến chỉ huy qua đại quy mô chiến tranh tướng lãnh dạng này hiển nhiên thích hợp hơn một chút tại mấy vị quân cơ đại thần bên trong có một người tương đối đặc thù hắn liền là việc quốc công dương tố cũng không đối hắn phong tước nhưng tương tự thụ nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân hàm quan ninh phong thụ không chỉ là đơn thuần căn cứ quân công còn cân nhắc đến phe phái vấn đề. Tại Tân Triều quân đội bên trong, đại khái chia làm bốn phái. Thứ nhất tự nhiên là hắn dòng chính, giống trấn Bắc quân, quan gia quân, quan ninh thiết kỵ chờ. Quan gia quân đã đi vào hoàng cung, trở thành ngự lâm quân, cấm vệ quân. Quan ninh thiết kỵ bởi vì một thân viên cấu thành đặc thù, cho nên đơn độc thành quân, tuy rằng tại thiên sách phủ phía dưới, nhưng điều động cần đến quan ninh cho phép. Thứ hai liền là lấy chu kình cầm đầu, tại quan ninh khởi binh mới bắt đầu, liền đi trước quy hàng quân đội, chủ yếu lấy Nguyên An Bắc quân làm chủ. Thứ ba liền là tại chinh chiến quá trình bên trong đầu hàng thu nạp Nguyên Triều Đình quân, chủ yếu là tại Bình Chương Quan chiến dịch sau đầu nhập Quang Ninh dưới trướng. Thứ tư liền là Tân Triều thành lập sau Nguyên Triều Đình quân đội, chủ yếu vì lúc đó thủ vệ Thượng Kinh quân đội. Bộ phận này người không phải số ít, bởi vì Tiết Hoài Nhân lúc đó mở cửa thành dẫn quân vào thành tiến hành, tránh cho đại quy mô chiến sự, những người này thuận theo đại thế đầu hàng. Quang Ninh cũng muốn chiếu cố đến bọn họ. Tại Thiên Sách phủ thành lập quá trình bên trong, Đối sở hữu quân đội đều tiến hành xáo trộn gây dựng lại. Dạng này là có thể tránh khỏi một người độc đại cục diện, phòng ngừa ủng binh tự trọng. Trên thực tế mà nói, các quân tướng lãnh chỉ có thống binh quyền mà không có lĩnh quân quyền. Bởi vì các quân chủ tướng đều không phải là cố định, sẽ tiến hành điều động thay phiên. Quang Ninh có quá nhiều kinh nghiệm tham khảo, tại bảo đảm hợp lý tính dưới điều kiện, lại tránh cho rất nhiều tai họa ngầm vấn đề. Tại loại này dưới chế độ, đem quân đội một mực nắm giữ ở trong tay mình, sẽ không xuất hiện binh lính chỉ biết tướng lệnh mà không biết hoàn mệnh vấn đề lần này phong thủ quan ninh cân nhắc toàn diện tận khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người tỷ như phí điền được phong làm hầu tước giống nguyên an bắt quân bên trong chủ yếu tướng lãnh ly phúc đám người đồng dạng được phong hầu tước sau đó tại chinh chiến quá trình bên trong đầu hàng trương lập diêm bằng bọn người bị phong bá tước còn có một số người công huân hơi không đủ nhưng cũng có thể lực lớn lao lại tư lịch cũng cao nhân thì là được an bài chuyển nghề tới chỗ nhận chức cả phong thủ xuống tới khiến mọi người đều cảm giác được quan ninh hào phóng vốn là muốn lấy không có nhiều như thế người bọn họ ước chừng đều có thể biết quan ninh đối quy tộc rất bài xích bởi vì những người này phong thủ xuống tới liền là chế tạo ra một nhóm tân quy tộc cái này cũng nói một vấn đề quan ninh đối bọn hắn không có còn nghi vấn thái bình vốn là tướng quân định không thấy tướng quân hưởng thái bình bình thường đại nghiệp công thành phía sau cũng là đại sát áp bách công thần lúc dạng này thí dụ nhìn mãi quen mắt đừng nói phong thưởng không trực tiếp trục xuất ngươi cũng coi là tốt mà quang ninh lại rất lớn mới phong thụ cao vị người đa số dòng chính nhưng hầu tước bá tước bên trong ngược lại là nguyên dòng chính bên ngoài nhiều cái này biểu dương đối xử như nhau cũng biểu dương hắn tâm ngực sự rộng lớn tất cả mọi người rất hài lòng dạng này hoàng đế còn có cái gì lý do không thuần phục phong thụ nghi thức tiếp tục gần một canh giờ mới kết thúc bởi vì dính đến nhiều người còn có cần phải quá trình còn có chưa tới trận người như trước đó tại lũng châu lưu thủ quân đội hiện đã đến hướng biên cảnh người còn có tại tây bắc đông bắc chờ lưu thủ người tuy nhiên chưa tới nhưng cũng có người dẫn dắt đám người quy vị sao quan ninh mở miệng nói tân triều thành lập vì công huân người phong thủ nghi thức như vậy kết thúc trẫm đương nhiên không thể nào làm được chu đáo hoặc là tước vị cao thấp hoặc là quân hàm cao thấp hoặc là có người không bị thụ phong tự nhiên sẽ có bất mãn địa phương nhưng trẫm hy vọng các ngươi có thể gắn giữ lòng bình thường nhất là thụ phong tước vị người các ngươi phần lớn đều vì bình dân xuất thân mà ở đây phía sau sẽ có một cái mới xưng hô cái kia chính là quy tộc cả tràn diện trang nghiêm, bởi vì cái này đề cập đến một cái so sánh mẫn cảm vấn đề. Quang Ninh vào chỗ về sau, tiền triệu quy tộc có một nửa bị tính toán, cái kia chút may mắn lưu lại, cũng phần lớn không bị đạt được trọng dụng. Điều này cũng làm cho mọi người đều có một loại cảm giác, Quang Ninh đối quy tộc rất là bài xích chán ghét. Trẫm cũng không bài xích quy tộc, trẫm bài xích là cái kia chút một nát quy tộc, chỉ biết bóc lột với dân, trắng trợn vơ vét của cải, ham hưởng thụ quy tộc. Quang Ninh trầm giọng nói, cái gì là quy tộc? quy tộc cao quy không tại hắn thân phận, mà nằm ở làm người làm gương mẫu, trách nhiệm vì nước vì dân chi trách nhiệm, lúc này mới là quy tộc. Tại quốc gia gặp nạn lúc, ứng sông lên phía trước nhất, dạng này có thể xứng đáng các ngươi thân phận. Trẫm hy vọng các ngươi có thể bảo trì sơ tâm, không nên đem chính mình biến thành đã từng chán ghét nhất người, nếu có ngày đó. Quan Ninh âm thanh lạnh lùng nói, không nên trách trẫm không niệm tình xưa, đau tại trên cổ mới biết hối hận, cái kia liền đã muộn. Lời ấy rơi xuống lúc. Cả tràng diện lập tức tràn ngập túc sát chi y trẫm sẽ không đố kỵ người tài càng sẽ không hãm hại trung lương chỉ muốn các ngươi có thể đi theo trẫm bước chân các ngươi tương lai tuyệt không chỉ với này đám người nghe chi lập tức minh bạch bọn họ trước đó lo lắng sự tình tại vị này bệ hạ trên thân căn bản liền sẽ không xuất hiện hắn sẽ không giống long cảnh đế như thế cả ngày nghĩ đến người nào công tích quá lớn người nào có khả năng uy hiếp được hoàng vị chờ chút những vấn đề này cũng sẽ không tồn tại vì hoàng giả phải có thôn thiên nạp địa chi lòng dạ vị này bệ hạ thật có đây chính là bố cục. Bởi vì hắn nghĩ cũng không phải là cái này một nước, mà là toàn bộ thiên hạ. Chương 552, lúc còn sống có công, sau khi chết nổi danh. Nhất là trước sớm theo quan ninh người cảm xúc sâu nhất. Lúc trước ai có thể nghĩ đến thật có thể đến một bước này. An Bắc quân nguyên đại tướng Ly Phúc Tại liền xuất hiện trong đội, hắn nhìn tràn diện này, không khỏi tâm cảm giác sâu sắc thái. Không nhịn được nghĩ đến vừa khởi binh lúc, may mắn hắn cùng lúc hạ quyết tâm, nếu không nào có hôm nay. Hắn bị phong bá tước, đồng thời bệ hạ cân nhắc đến hắn không thích hợp quân đội vấn đề, còn đem hắn an bài tới chỗ. Bệ hạ xưng là chuyển nghề, cái này hình dung còn rất chuẩn xác. Khó được bệ hạ còn nhớ rõ hắn, tại trăm bận biểu sau khi triệu kiến hắn, đợi hắn còn tương đương thân thiết. Thế nào? Trận chiến đánh xong, được sống cuộc sống tốt, ăn càng béo. Đây là câu nói đầu tiên, để hắn bùi ngùi mãi thôi. Câu nói thứ hai liền là. Ngươi cái người này quá trơn đầu, ai cũng không đắc tội, với ai đều có thể ở chung đến cái này khiến hắn giật mình bất quá bệ hạ nói tiếp nghe nói ngươi hành quân đánh trận lúc bởi vì quân lương thiếu người khác đều đói lấy bụng liền ngươi cuối cùng có thể tìm tới ăn chẳng những không ốm ngược lại còn béo hắn là nơm nớp lo sợ một dạng dạng này mở miệng khẳng định là không chuyện tốt hắn suy nghĩ kỹ một chút qua lại giống như cũng không có làm qua cái gì khác người sự tình kết quả bệ hạ nói tiếp ngươi đây cũng là một loại năng lực thiên phú ngươi không thích hợp trong quân đội đến địa phương làm quan đi chịu đói dân chúng còn rất nhiều ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn bụng lấp đầy. Thế là hắn được bổ nhiệm thành phủ dưỡng, trở thành một phủ chủ quan viên. Ngươi muốn càng tốt, trẫm để ngươi làm châu mục. Không thể cô phụ sự phó thác của bệ hạ A. À. Ly Phúc âm thầm nghĩ đến. Giờ phút này cùng Ly Phúc có đồng dạng suy nghĩ, còn có trương lập, diêm bằng hai người. Bọn họ xem như giữa đường xuất gia. Nguyên bản vì triều đình Tây Bắc quân tướng lĩnh, sau bị ép đầu hàng, bất quá hai người làm cũng là triệt để, quyết định đầu hàng về sau, trực tiếp đưa một tòa thành cho Quang Ninh, sau đó xung phong đi đầu, liều mình tác chiến. Hai người đều có kết quả tốt, bị phong bá tước. Đã từng lựa chọn cũng không sai. Trương Lập tại thụ phong trước cũng bị quan ninh triệu kiến. Người tâm cơ sâu nặng, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, thuộc về vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại kia. Vào thời khắc ấy, Trương Lập cảm giác mình tại vị này trước mặt bệ hạ tự hồ không chỗ che thân, hắn điểm tiểu tâm tư kia bị nhìn thấu thấu. Nhưng đây cũng là người ưu điểm, người luôn luôn phải có giả tâm, dạng này có thể dám đánh dám liều, trẫm cho ngươi thời cơ, quốc gia còn không an ổn, Ngụy Lương hai quốc uy hiếp một ngày chưa trừ diệt, chiến tranh liền sẽ không kết thúc, hy vọng chờ có một ngày, ngươi sẽ tại quốc công phong thụ liệt kê. Trương Lập nghĩ đến câu nói này, nắm chặt nắm đấm. Bệ hạ, ta sẽ có ngày đó. Người người mỗi người có tâm tư riêng. Quang Ninh nói tiếp, các ngươi công thành danh toại, còn có thể ở chỗ này phong thụ, mà ở trong quá trình này, lại có rất nhiều người chiến tử xa trường, vĩnh chôn đất vàng. Nghe được lời này. Đám người sắc mặt nặng nề bọn họ có thể cảm động lây, từ khởi binh đến hiện tại không biết có bao nhiêu người chiến tử, bọn họ đều hẳn là tính là là may mắn. Chúng ta còn sống người, không thể nào quên người chết, phải biết hôm nay kiếm không dễ. Quang Ninh trầm giọng nói, cho nên trầm chuẩn bị tu kiến anh liệt từ, lễ tế cái kia chút chiến tử xa trường anh dũng các tướng sĩ, có lẽ bọn họ đã vĩnh chôn đất vàng thi thể khó tìm, nhưng bọn hắn anh dũng hy sinh tinh thần vĩnh tồn. Bọn họ hẳn là bị người nhớ lại, theo đó được người kính ngưỡng. Quang Ninh nói tiếp, binh bộ gần đây đang tiến hành đăng ký kiểm tra đối chiếu sự thật phàm nhập quân tịch người tại chiến tử sau đều có thể đạt được trợ cấp hắn gia thuộc vì anh liệt gia thuộc có thể được đến triều đình trợ cấp trẫm muốn các ngươi chân thật trên chiến trường lúc còn sống có công sau khi chết nổi danh nghe được lời này sở hữu võ tướng đều là làm khẽ giật mình xúc động quá lớn chiến trường nào có không chết người trên chiến trường liền là đem đầu đừng tại dây lưng quần có thể hay không sống người nào cũng không biết đối với bọn họ tới nói chết cũng không sợ bọn họ sợ hãi là chết sau này trong nhà mẹ già không người chiếu ứng bỏ mình phía sau lẳng lặng vô danh bây giờ bọn họ lo lắng phía sau không thiết lập trung liệt từ để bọn hắn sau khi chết nổi danh có người lễ tế thậm chí có người chiêm ngưỡng cũng mà còn có trợ cấp trong nhà người cũng có thể được chăm sóc cái này còn có cái gì nhưng lo lắng nguyện vì bệ hạ mà chiến xông pha khói lửa không chối từ bàn thanh vân dẫn đầu dẫn đầu một chân quỳ xuống nguyện vì bệ hạ mà chiến xông pha khói lửa không chối từ. Cả đám đều là quỳ xuống hô to, thanh thế chấn thiên. Dạng này bệ hạ còn có cái gì lý do không thuần phục. Giờ phút này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm suy nghĩ, mà không phải thuận theo trào lưu. Lúc còn sống có công, sau khi chết nổi danh. Đối với xuất sinh nhập tử các tướng sĩ tới nói, đây chính là lớn nhất thỏa mãn. Nhìn một màn này, tiết hoài nhân nội tâm nhịn không được cảm thán Có người trời sinh liền là hoàng giả, hắn có thể được đến đừng người tin phục ủng hộ, có thể khiến người ta vì hắn đến cam tâm bán mạng, bệ hạ chính là như vậy hắn cuối cùng minh bạch quang ninh tại sao có thế tại như thế trong thời gian ngắn liền lật đổ long cảnh đế thống trị hiện tại hắn biết rõ đã từng hắn cảm thấy nhất thống thiên hạ có thể là một câu nói suông là một cái xa không thể chạm mộng tưởng hiện tại xem ra vị này bệ hạ có lẽ thật có thể làm đến chỉ là tiết hoài nhân có chút tiếc nuối hắn đã già hẳn là xem không đến ngày đó phong thủ nghi thức liền tại dạng này rung động tràn diện bên trong kết thúc kỳ thực còn chưa kết thúc thủ phong dù sao cũng là số ít, trong quân nhiều nhất vẫn là cơ sở các tướng sĩ. Bọn họ có lẽ công huân không đủ thủ phong, nhưng bản thân xuất chúng, vì thế quan ninh cũng vì bọn họ chuẩn bị đồ vật. Cái kia chính là huân chương, xưng là anh dũng huân chương. Chủ yếu khen thưởng với cái kia chút trong chiến tranh có đặc thù công tích, anh dũng tác chiến các tướng sĩ. Anh dũng huân chương là quan ninh an bài công bộ đánh trận, đường kính ước là ba tấc, hình tròn, chất liệu có kim ngân đồng tam sắc, chính diện có khắc nguyên vũ hai chữ, mặt sau là hai đầu kim long vây quanh đồ án là quan ninh thiết lập, công bộ làm công tinh tế, nhìn lên đến có chút tinh xảo. Đương nhiên quan trọng hơn là y hắn nghĩa. Đây là một loại vinh dự. Huân chương cấp cho chủ yếu đối tượng liền là hạ tầng binh lính cùng hạ cấp tướng lãnh. Đây cũng là lung lạc quân tâm thủ đoạn, vốn là chuẩn bị dùng làm bằng sắt, sau đó phát hiện long cảnh đế nội khố bên trong tồn có không ít kim ngân, liền dùng chế tạo. Kim ngân đồng tam sắc, đại biểu khác biệt vinh hạnh đặc biệt hắn tin tưởng cái kia chút thụ thưởng các binh sĩ sẽ rất kích động, cái này cũng có thể tạo được khích lệ tác dụng. Nhìn lên đến tự hồ không có ý nghĩa, lại có thế lung lạc quân tâm, đây cũng là đế vương chi đạo. Đối công huân lớn lao người trắng trợn phong thụ, tất nhiên sẽ dẫn đến hạ tầng binh lính tâm có bất bình, coi là quan ninh quên bọn họ. Kỳ thực không có quên. Bất quá không thể tự thân vì bọn họ phát thụ, bởi vì quá nhiều người, chờ lần lượt phát thụ xong cũng không biết muốn thời điểm nào, chỉ có thể từ các quân tướng quân mang phát, tại riêng phần mình trong quân lại cử hành phát thụ nghi thức. Nghi thức kết thúc. Quang Ninh cũng không có lập tức trở về cung, hắn đối thiên sách phủ tiến hành thị sát, đây là sau này quản lý cả nước quân đội địa phương, tự nhiên không thể lãnh đạm. Bởi vì thời gian nguyên nhân, còn chưa hoàn thiện, nhưng đã bắt đầu phát huy chức năng. Trận đầu quân sự hội nghị tổ chức, quyết nghị liền là đúng biên cảnh trú quân vấn đề. Chương 553, quân trung chế. Đây là một gian phổ thông phòng, chỉ là diện tích hơi lớn một chút, chính giữa bày ra một trương bàn dài, tại vách tướng phía bắc thì là thiết một trương to lớn địa đồ, trên đó vẽ lấy đại khang cùng xung quanh nước láng giềng, chủ yếu là biên giới bộ phân rõ ràng một chút. Giờ phút này vây lấy cái bàn, đã ngồi một vòng người. Ở giữa là Quang Ninh, có các bàn Thanh Vân, Hát Thương, Phí Thân, Dương Tố, Phí Điền chờ quân cơ đại thần. Còn có nội các thủ phụ Tiết Hoài Nhân, Thứ Phụ Công Lương Vũ hai người tham nghị. Tân Triều thành lập cấp bậc tối cao quân sự hội nghị, sau này sở hữu quân sự chiến khiến đều sẽ từ nơi này quyết nghị mà ra đây coi như là tổ kiến một cái chuyên môn tổng sự quân sự nội các, từ đó quân chính không can thiệp chuyện của nhau, dạng này đã phân quyền, lại tăng cường trung ương tập quyền. Làm thiên sách thượng tướng Quang Ninh, mới là cả nước binh mã đại nguyên soái, khiến cho quân quyền sẽ không sa sút. Vào chỗ phía sau, Quang Ninh trực tiếp tiến vào chủ đề, mở miệng nói, lần này chỗ quyết nghị sự tình vì biên cảnh trú quân vấn đề, chắc hẳn các vị có thể biết được hiện nay đại khang tình huống thực tế, việc này lửa xém lông mày. Đám người gật gật đầu đại khang biên cảnh cho tới bây giờ liền không an ổn phương bắc tạm không nói đến có du mục mang tộc thủy chung xâm chiếm tây nam cùng lương quốc giáp giới chính nam cùng ngụy quốc giao giới có thể nói là ba mặt thụ địch bây giờ đại khang vừa kết thúc nội chiến hoàng vị thay đổi phát sinh biến đổi lớn trong nước còn chưa khôi phục ổn định nội chiến phía sau càng là cảnh hoang tàn khắp nơi đối xung quanh quốc gia tới nói tuyệt đối là một lần cơ hội khó được thừa dịp người bệnh muốn mạng người lời này để tại nước cùng quốc chi ở giữa đồng dạng hưởng thụ đại lục các quốc gia từng có dài đến gần 30 năm an bình, nhưng với 4 năm trước đánh vỡ. Ngụy Lương hai nước kết thành đồng minh, đối đại khang khởi xướng tiến công, hắn khí thế hung hung, tiến công mãnh liệt. Hạnh có quan ninh với nguy nan cứu quốc, dẫn đầu đánh lui Ngụy quân, thấy tình thế bất lợi, không thể được đến chỗ tốt, lương quân lui binh. Trận chiến này xốc lên đại lục loạn cục mở màn, Ngụy quốc tổn thất gần 20 vạn đại quân, đương nhiên sẽ không cam tâm. Lương quân tổn thất hơi nhỏ hơn, nhưng chưa đạt thành mục tiêu, đồng dạng không sẽ bỏ qua. Đúng lúc gặp đại khang nội chiến, Long Cảnh Đế thấy tình thế bất lợi, dẫn 200.000 lương quân chống cự quan Ninh đại quân, nhưng với Dương Hà Bình Nguyên đại bại, 20 vạn đại quân đều diệt vong. Hao tổn to lớn như thế, lương quốc tất nhiên sau Ngụy quốc còn không cam tâm. Có lẽ chỉ một thời gian sau, liền sẽ ngóc đầu trở lại, biên cảnh trú quân lửa xém lông mày. Đám người suy nghĩ lấy trước mắt tình thế, sắc mặt đều là phá lệ ngưng trọng. Đại Khang đã chịu không được chạy nhảy, căn bản lại không cách nào gánh nặng lên đại quy mô chiến sự nhất đại uy hiếp liền là lương quốc quan ninh trầm giọng nói lương vũ đế giả tâm bừng bừng y đồ tranh bá đại lục long cảnh đế lúc đó dẫn binh nhập khang đúng là bất tỉnh chiêu như lúc đó thất bại là trẫm cái kia lương quốc tất nhiên sẽ lập tức cùng đại khang phản mục đích trong nước có hắn quân đội lại tiếp tục tăng quân số trong ngoài tiến công phía dưới đại khang nguy rồi lập tức chiếm cứ đại khang lương quốc nước lực đại tăng lại công ngụy quốc là được nhất thống đại lục thành tựu bá nghiệp như vậy phân tích phía dưới mọi người đều là âm thầm gật đầu từ đó có thể biết lương quốc giả tâm chi đại. May mắn lúc đó bệ hạ xuất bộ với Dương Hà Bình Nguyên toàn diệt lương quân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất quá. Tiếp Hoài Nhân mở miệng nói, cũng bởi vậy cùng lương quốc kết xuống cừu hận. Không sai. Quang Ninh mở miệng nói, tuy là long cảnh đế hoa mắt ù tai tiến hành, nhưng lương quốc lòng mơ ước cũng là hết sức rõ ràng, nhất định phải lấy cường lực thủ đoạn uy hiếp, để bọn hắn minh bạch, đại khang lại như thế nào như thế nào, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay, cái kia 200.000 lương quân hủy diệt, chắc hẳn cũng có thể vì chúng ta thắng được một chút thời gian. Tại Kinh có quân đội 400.000, Trẫm chuẩn bị điều 300.000 trấn thủ với hai nước biên cảnh. 300.000. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt tại biên cảnh đã có hơn 10 vạn, có từ Bình Chương Quan chiến dịch sau rút về 70.000 biên cảnh thủ quân, Quang Ninh đăng cơ về sau, lại đem tại Lũng Châu một vùng 50.000 binh lực phái đi. Lại thêm phái 300.000, kia biên cảnh binh lực liền muốn đạt tới gần 500.000. Lúc này Vĩ Thân mở miệng nói, phương Bắc còn có uy hiếp đi đem binh lực đều để tại phía nam, cái kia mang tộc vấn đề lại nên như thế nào? Đại Khang cùng Ngụy Lương hai quốc tướng kém ngay ở chỗ này. Tại toàn bộ đại lục bản đồ bên trên, Đại Khang là tại cực bắc mới, cho nên sẽ có du mục mang tộc bi hiếp, mà Ngụy quốc cùng Lương quốc liền không tồn tại dạng này vấn đề. Phương Bắc không ngại, chí ít trong vòng 2 năm hẳn là sẽ không đại quy mô xâm chiếm, huống chi Phương Bắc còn có lưu thủ binh lực. Hắn khởi binh trước đó xuất trấn Bắc quân đánh vào mang hoang, đem mang tộc Vương Đình đều đánh Bắc Thiên, lại bức bách mang tộc bồi giao số lớn dê bò chiến mã bọn họ khôi phục cũng cần thời gian với lại lúc đó mang tộc khắc liệt bộ lạc thấy vương đình chính là mang bộ lạc thế yếu thừa cơ khởi xướng chiến tranh hiện tại mang hoang còn đang tiến hành lấy một trận nội loạn căn bản không rảnh bận tâm đại khang cho nên phương bắc tạm thời không ngại ngài xác định sao xác định dương tố lại một lần nữa hỏi thăm xác nhận theo bọn hắn nghĩ phương bắc du mục mang tộc uy hiếp nhưng so sánh ngụy lương hai quốc uy hiếp càng lớn dù sao không là đồng tộc Bất quá cũng kỳ quái, đại thang nội chiến lâu như vậy, kinh lịch lớn như thế biến cố, mang tộc bên kia vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Hẳn là bệ hạ đã từng đối mang tộc đã kích quá lớn, đối hắn tạo thành trọng thương, để bọn hắn một lúc khôi phục không. Nếu như là dạng này cái kia còn tốt một chút, cùng lúc ứng đối tam phương cũng quá khó. Bằng vào chúng ta hiện tại lương thực dự trữ, chỉ sợ không cách nào cung ứng lớn như thế quy mô quân đội a. Tiết Hoài Nhân mở miệng nói, lúc này mới là mấu chốt nhất chỗ tại. Đám người gật gật đầu đánh trận liền là thu tiền, chủ yếu là hiện tại quốc lực không cách nào gánh nặng. Những cái này quân đội đến biên cảnh, không chỉ là phải gánh vác phụ thủ vệ chi trách, còn muốn khai hoang đất trồng. Quân trung chế. Ân. Ừ. Đối với cái này chế độ mọi người cũng không kỳ lạ, lúc đó quan Ninh tại binh bộ trực luân phiên lúc, lần đầu đưa ra loại này chế độ, đồng thời rất nhanh bị triều đình tiếp thu. Tự cung tự cấp, nhàn lúc vì nông, chiến lúc làm vũ khí. Đối với người đương quyền tới nói, loại này dụ hoặc quá lớn, có thể chưa thực hành quá lâu, liền lên chiến tranh, cho nên gác lại. Quang Ninh chuẩn bị thực hành. Quân trân chế xác thực tồn có tai hại, nhưng tại sơ kỳ có thể cực lớn làm dịu lương thực áp lực, đại khang trải qua qua thời gian dài chiến tranh, nhân khẩu giảm quân số nghiêm trọng. Hoài Châu, Nguyên Châu một vùng, từ trước đó Ngụy Lương hai nước xâm chiếm chiến tranh phía sau, liền chưa chính thức khôi phục qua, nơi đó có đại lượng thổ địa. Bất luận cái gì chế độ đều có lợi có hại, Quang Ninh có thể căn cứ lịch sử kinh nghiệm, chế định càng thêm hoàn thiện. Quân trân chế là giải quyết tân triều sơ kỳ, quân đội lương thực cung ứng phương pháp tốt nhất, cũng có thể đối nông nghiệp phát triển đưa đến tốt tác dụng. Loại này chế độ khởi nguyên với Minh Triều, phổ biến người liền là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, cuối cùng đi hướng suy sụp là bởi vì loại này quân trung là thành lập tại đối quân tịch hộ khẩu bách tính tàn khốc bóc lột phía trên. Quân trung sản xuất lương thực trừ từ ăn bên ngoài, còn nhất định phải giao nạp triều đình, sau kỳ đồng điền bị rất nhiều thái giám chiếm cứ, nhưng như cũ để quân hộ giao nạp, loại này bóc lột quá nghiêm trọng. Quang Ninh biết được lợi và hại, là có thể tránh khỏi những vấn đề này chương 554, ngươi dám đến, ta liền dám cùng ngươi liều mình. Quang Ninh trước đó tại binh bộ trực luân phiên lúc, chỗ đưa ra quân trung chế chỉ là một cái dàn khung, cũng không hoàn thiện, rồi sau đó Quang Ninh căn cứ tình huống thực tế, tiến hành một lần nữa biên chế chỉ đạo cụ thể áp dụng. Chí ít tại trước mắt tình huống dưới, quân trung chế là làm dịu quân nhu cung cấp vấn đề tốt biện pháp. Tiết Hoài Nhân mở miệng nói, coi như áp dụng quân trung chế, có thể trước đây kỳ quá độ giai đoạn, vẫn như cũ cần đại lượng tiêu hao. Kê biên tài sản thế gia quy tộc đạt được không ít lương thực, Long Cảnh Đế còn sót lại nội khố cũng có một bộ phận, có thể theo quân mang đi, tạm đủ cung ứng một đoạn thời gian. Quan Ninh mở miệng nói, lại khổ cũng không thể khổ binh lính, nắm chặt dây lưng quần tháng qua trong khoảng thời gian này liền sẽ tốt hơn nhiều. Đám người gật gật đầu. Hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tân Triều thành lập, chính tại phổ biến tân chính, áp dụng biến pháp cải cách, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Chỉ cần có sung túc thời gian phát triển, liền không đến nổi như thế khốn quẩn. Hy vọng sẽ không lại lên chiến sự. Tiết Hoài Nhân thanh âm trầm giọng nói, chí ít trong thời gian ngắn không muốn lên. Một trận tiếp theo một trận đánh, ai cũng không chịu được, quốc gia cũng sẽ phụ trọng không chịu nổi, hiện tại cần có nhất là khôi phục. Đây chính là trẫm đem đại quy mô điều động binh lực đi qua nguyên nhân. Quang Ninh mở miệng nói, chúng ta muốn để Ngụy Lương hai nước biết rõ, liền coi như chúng ta vừa kinh lịch nội chiến, nhưng vẫn như cũ có thực lực cường đại, muốn động chúng ta, vẫn là muốn cân nhắc một chút, coi như không cường đại cũng phải lắp ra cường đại cái này là y gì mạo xưng là trang hảo hán quan ninh mở miệng nói liền tính toán chúng ta nội bộ loạn thành một đoàn cũng phải lắp ra ngăn nắp xinh đẹp thấy mấy người nghi hoặc quan ninh lại giải thích nói lương quốc chắc chắn sẽ không chính mình xuất binh đối phó chúng ta tất nhiên sẽ kéo lên ngụy quốc cùng một chỗ song phương nói chuyện hợp tác liên minh cần thời gian mặt khác bọn họ còn sẽ đối với nước ta tiến hành thực lực ước định liền là có thể hay không lấy được chiến quả dù sao lần lượt không công mà lui bọn họ cũng không chịu được. Đám người gật gật đầu. Nước cùng quốc chi ở giữa khai chiến cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước đó chuẩn bị cũng có rất nhiều. Thật giống như 4 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, là lúc đó ngụy Quốc chủ sử Tống Thừa, lấy giao lưu Phật Pháp danh nghĩa đi vào Đại Khang, hắn bản y nhưng thật ra là vì tìm hiểu tình báo, ước định khai chiến điều kiện. Đồng dạng, mỗi làm khai chiến trước đó đều sẽ có loại này ước định, phân tích lợi và hại. Dù sao không là chuyện nhỏ. Làm những cái này đều cần thời gian. Mà quan Ninh thiếu nhất chính là thời gian, cho nên hắn muốn tranh thủ. Trên thực tế mà nói, cổ đại bởi vì giao thông không tiện, liền là cùng địa chi ở giữa người đều rất ít giao lưu, tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất kém cỏi, lại càng không cần phải nói quốc gia cùng quốc gia ở giữa. Dương Kỳ chính mang theo 20 vạn đại quân hủy diệt tin tức, khả năng cũng vừa truyền về lương quốc không lâu. Tinh nhuệ như vậy quân đội, càng có ngang ngược nhất võ quân tham chiến, kết quả đều là toàn quân bị diệt. Này lại để lương quốc một lần nữa ước định quang ninh thực lực, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất chiến, quang ninh chính là muốn lợi dụng điểm này. Bao quát hắn đem đại quy mô quân đội điều đến biên cảnh, chính là như vậy cân nhắc. Chúng ta là vừa đánh nội chiến, nhưng thực lực của ta vẫn như cũ cường đại, ngươi dám đến ta liền cùng ngươi liều mình, người nào cũng đừng nghĩ tốt. Suy nghĩ tránh qua. Quang ninh mở miệng nói, đại quân trú ông về sau, muốn lập tức phong tỏa biên cảnh, phòng ngừa địch quốc mật thám mật thám, có lẽ bọn họ lại phái sứ thần mà đến muốn sớm làm tốt ngụy trang. Tỷ như địch quân tìm kiếm lúc, cố y ăn được, muốn biểu hiện chúng ta lương thảo tràn đầy, bọn họ có thể sẽ lấy chúc mừng tân quân đăng vị danh nghĩa phái ra sứ thần đi thăm, muốn trước tiên biết được, trước đó làm ra an bài bố trí, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta mạnh đại. Quang Ninh nói rất nhiều, trung tâm biểu đặt ra liền một cái y tứ. Ngụy trang. Ngụy trang ra bản thân cường đại, lấy đạt tới chấn nhiếp mục đích, để bọn hắn có kiên kỵ không dám ra binh hoặc là trì hoãn xuất binh, chỉ cần tranh đến thời gian là được liền là để tại năm nay mùa thu hoạch phía sau cũng tốt, hoặc là chờ hắn đem hỏa khí tạo ra đến. Máy hát mở ra. Dương Tố mở miệng nói, kỳ thực chúng ta còn có thể phái ra sứ thần đi thăm Ngụy Quốc, coi như lôi kéo không đến Ngụy Quốc, có thể phá hư liên minh bọn họ cũng tốt. Cái này có thể. Quang Ninh nói tiếp, Lương Quốc giống như thể hiện ra đại quốc khí tượng, lại nhiều lần làm tiểu nhân sự tình, trước đó cùng Ngụy Quốc liên minh xâm chiếm ta đại khang, sau thấy Ngụy Quốc thất bại quả quyết lui binh, ngược lại muốn cùng liên minh chúng ta, tin tưởng ngụy quốc đối hắn cũng không phải như vậy tín nhiệm không sai dương tố lúc đó là một đạo đại quân chủ soái đối với việc này rõ ràng nhất bất quá dạng này thương nghị xuống tới mọi người nhất thời cảm thấy áp lực tự hồ cũng không có như vậy lớn bọn họ minh bạch đây đều là có bệ hạ tại nguyên bởi vì hắn thủy chung rất bình ổn sớm liền muốn tốt sách lược lấy ứng đối mạo hiểm có thế an ổn nhân tâm cái này nếu là đổi lại long cảnh đế sớm đã không biết nên làm thế nào cho phải cái gì là người quyết định liền là tại Đông đảo tốt hay xấu khuyên can bên trong tuyển chọn ra thích hợp hơn, cũng làm ra quyết định. Người nào bỏ ra dùng. Bàn Thanh Vân mở miệng nói, cái này sứ thần có thể rất trọng yếu. Trẫm bên này có một cái nhân tuyển, tên là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng. Có người nghe lấy quen thuộc, có người nghe lấy kỳ lạ. Quang Ninh giới thiệu hắn lai lịch. Cái này Mạnh Hoàng nên tính là sớm nhất theo người khác, cái kia lúc Ngụy Lương hai nước tiến công Đại Khang, Quang Ninh nhận lúc đó phái quốc công trình dịch tính kế, chỉ đem một chút tân binh trên chiến trường Mạnh Hoàng liền là một người trong đó, hắn vốn là thư sinh, lại báo quốc tham quân. Trải qua qua nhiều như thế niên lịch luyện, đã tương đối thành thục, với lại hắn quen thuộc ngụy quốc tình thế, cùng hắn hồi lâu, cũng coi như dòng chính. Tiết Hoài Nhân mở miệng nói, đã bệ hạ đã một chủ nhân đằng sau nhân tuyển, chờ này hội nghị kết thúc, thần liền đến tìm lễ bộ tùng đại nhân an bài đi sứ người, nên sớm không nên muộn. Ân. Ừ. Trước mắt tình thế bất lợi, khai thác hợp tung liên hoành sách lược là tương đối có tất yếu. Không cầu có thế cùng Mỹ quốc liên minh kháng lương, chỉ cần có thể phá hư hắn hai nước liên minh, coi như đạt thành mục đích. Đại Khang còn cần khôi phục phát triển. Này hạng sự tình định ra, bàn Thanh Vân lại mở miệng nói, trú một bên chủ yếu tướng lãnh ứng an bài người nào đến. Lúc này mới là đại sự. Cần phổ biến quân trung chế, lại phải ứng phó phức tạp chi cục, tuyển định đại tướng quân cũng tương đối quan trọng. Hát thương, phí thân hai người các ngươi đi trước đi, chủ yếu là đến trước mở ra cục diện. Vâng. Hai người ứng lấy, cũng không dị nghị trẫm đối với các ngươi hai cái vẫn tương đối yên tâm, mặt khác quản văn thông có thể đảm nhận trọng trách, hiện tại thủ tại biên cảnh liền là hắn bộ hạ, có thể an ổn nhân tâm, đối hắn có thể tín nhiệm minh bạch. còn lại các quân tướng lãnh, chúng ta lại tiếp tục thương nghị, quân đội điều động không là chuyện nhỏ, đồng thời có thể muốn thời gian dài đóng giữ, nhất định phải an bài thỏa đáng. từng mục mục nghị định, quan ninh sở định loại này chế độ cũng có thể cực lớn đề cao hiệu suất, bên này trực tiếp thương định đều sẽ có kỹ càng ghi chép, đợi lát nữa nghị kết thúc từ thiên sách phủ an bài điều động áp dụng. Mà Tiết Hoài Nhân, Công Lương Vũ hai người tham gia cùng, cũng có thể bảo chứng triều đình các bộ cùng lúc phối hợp. Chủ yếu hạng mục công việc đều định ra đến, hội nghị cũng đến hồi cuối. Lúc này Quang Ninh mở miệng nói, trẫm chuẩn bị mới thành lập một cái giảng võ đường. Chương 555, giảng võ đường. Giảng võ đường. Mọi người đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc, bệ hạ vào chỗ về sau, cuối cùng sẽ làm ra một chút mới lạ đồ vật, bọn họ đều đã thành thói quen. Quang Ninh giải thích nói, giảng võ đường kỳ thực liền là một chỗ quân sự viện giáo trẫm muốn từ trong quân đội tuyển ra thanh niên tinh anh chi sĩ tiến hành tập trung thủ huấn vì quốc gia bồi dưỡng tướng lãnh nhân tài tất cả mọi người minh bạch học văn để ý nghĩa tự có thư viện giáo sư nhưng trước đó cho tới bây giờ còn không có một chỗ chính thức quân sự viện giáo bình thường đều là tham quân nhập ngũ chính mình trưởng thành đương nhiên là có quan hệ khác nói thành lập một chỗ chuyên nghiệp viện giáo đương nhiên là có lợi thật lớn cái này có thể bàn thanh vân mở miệng nói giảng võ đường có thể giáo thụ chiến lược chiến thuật các loại, vì quân đội bồi dưỡng sau bị nhân tài. Không sai. Quang Ninh mở miệng nói, đây cũng là trẫm một mực cường điệu tinh binh sách lược, binh không tại nhiều, mà nằm ở tinh, tướng lãnh tốt xấu, cực kỳ trọng yếu. Chúng ta trong quân có nhiều năng chinh thiện chiến hạng người, nhưng kém còn rất nhiều, mới thành lập giảng võ đường liền treo tại thiên sách phủ phía dưới, trẫm sẽ đích thân nhậm chức viện trưởng. Ngài thân nhậm chức viện trưởng. Đám người kinh nghi, nếu như là dạng này, vậy cái này giảng võ đường quy cách cũng quá cao. Nhóm đầu tiên học viên trước định ra 500 người, bởi vì không có nơi phù hợp, trước hết đem giảng võ đường thiết lập tại quốc học bên trong, cũng thuận tiện bọn họ học văn biết chữ. Quang Ninh nói lấy hắn suy nghĩ. Học viên tuyển bạc muốn công bình công chính, niên kỷ không thể qua 30, tự thân phải có tương đối cao tố chất, bàn thanh vân ngươi tới làm chuyện này. Vân. Bệ hạ. Lúc này Dương Tố mở miệng nói, có thể hay không cho ta mấy cái danh ngạch. Trực tiếp muốn danh ngạch. Đang ngồi người đều là hơi kinh ngạc làm là thứ nhất phê giảng võ đường học viên, đợi học thành phía sau, tất nhiên sẽ lớn thụ trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa còn là bệ hạ tự mình đảm nhiệm viện trưởng, cái này ý nghĩa lại không giống nhau. Một khi truyền ra đến, mỗi cái phe phái nhất định sẽ tranh lấy muốn danh ngạch. Bất quá dương tố càng thêm trực tiếp. Có thể. Quang Ninh minh bạch dương tố y tứ, hắn tất nhiên là vì thế gia quy tộc nhóm muốn, Quang Ninh vào chỗ về sau, đối thế gia quy tộc cực điểm chèn ép, giết một nhóm, lưu một nhóm vậy lưu một nhóm cũng vô dụng phân công nhất là đổi đô đốc phủ vì thiên sách phủ phía sau những người kia đều mất bản chức không thể toàn dùng cũng không thể không cần nên thăng bằng vẫn là muốn thăng bằng dương tố là tiền triều còn sót lại thế gia quy tộc đại biểu kỳ thực hắn vị trí rất xấu hổ kê biên tài sản cao liêm đoạn án chờ người ta tộc để hắn nhận hết thoá mạ nhưng người khác căn bản vốn không ly giải nếu không phải hắn làm như vậy khả năng cũng sẽ không có cái kia một nửa còn sót lại vị này bệ hạ thật là có thể làm ra dạng này sự tình gần đây quan ninh hạ lệnh đem cái kia chút thế gia quy tộc con nối giỏi đều đuổi ra quốc tử giám cái này để bọn hắn lập tức hoảng tìm đến hắn nơi này nhưng hắn lại có cái gì biện pháp đây chính là một cơ hội cho các ngươi 50 danh ngạch dương tố nao nao hắn không nghĩ tới quan ninh sẽ đáp ứng như thế rõ ràng càng không có nghĩ tới sẽ cho 50 danh ngạch cái này đã rất nhiều tạ bệ hạ tạ bệ hạ dương tố bận biểu nói lời cảm tạ đừng vội lấy tạ quan ninh mở miệng nói đây là trẫm cho bọn hắn cuối cùng nhất một cơ hội, ngươi minh bạch đi. Minh bạch. Dương Tố trầm giọng nói, bọn họ đã biết sai, sẽ không đi ngỗ nghịch bệ hạ lời nói, đối với ngài tân chính cũng sẽ. Vậy là tốt rồi. Quang Ninh thản nhiên nói, ngươi cho bọn hắn truyền lời, chỉ cần bọn họ có thế gánh vác lên quốc chi trọng trách, không còn như trước kia một nát, trẫm sẽ trọng dụng bọn họ, còn sẽ cực kỳ trọng dụng. Vâng. Dương Tố mừng rỡ không thôi, đây là bệ dưới đệ nhất lần như thế rõ ràng cùng hắn nói hai người nói chuyện với nhau. Ở một bên tiết hoài nhân nội tâm lại nhịn không được tán thưởng. Cái gì gọi thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn. Giết một nhóm, lưu một nhóm. Lưu cái này một nhóm ta cũng không giết các ngươi, nhưng ta cũng không cần các ngươi, phơi lấy các ngươi, xem các ngươi hoảng là không hoảng hốt. Dùng cái này 50 giảng võ đường học viên danh ngạch là có thể đem các ngươi trị gắt cao. Bước kế tiếp bọn họ hẳn là liền sẽ chủ động giao, đã từng xâm chiếm cái kia chút tư nguyên, cũng biết chung chút phun ra. Vị này bệ hạ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đế vương quyền thuộc lại khá cao minh. Cải cách biến pháp không phải chuyện dễ dàng, hăng quá hóa dở, quá chậm vô dụng, bệ hạ nắm giữ tiêu chuẩn lại vừa lúc. Sở hữu hạng một công việc đều định ra. Quang Ninh đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền căn cứ hôm nay quyết nghị mau chóng áp dụng, cam đoan đại quân nhanh chóng xuất phát. Hắn vừa nhìn về phía hát thương, phí thân hai người. Biên cảnh về khoảng cách kinh rất xa, tình hình chiến tranh không thể trước tiên đưa đạt, để tránh đến trễ chiến cơ, trẫm cho các ngươi chức quyền. Quang Ninh mở miệng nói, chúng ta không hy vọng khai chiến, nhưng cũng tuyệt không sợ chiến, như lương quốc dám can đảm xâm chiếm, liền trực tiếp đánh về đến, chúng ta càng thêm cường ngạnh, bọn họ cũng càng bận tâm. Lời nói này chia làm đề khí. Vâng. Hai người đứng thẳng ứng thanh. Lần này quyết nghị phía sau, thiên sách phủ lập tức an bài chấp hành. Các nhánh quân đội cấp tốc chỉnh biên, chuẩn bị xuất phát. Tại trong lúc này, Quang Ninh thành lập giảng võ đường sự tình cũng rất nhanh truyền ra, gây nên nhiệt nghị, cũng có để không ít người y động đệ nhất chỗ quân sự viện giáo, vẫn là từ bệ hạ thân nhậm chức viện trưởng. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết, từ giảng võ đường đi ra học viên sẽ lớn bao nhiêu tiền đồ. Đây vốn chính là vì quân đội bồi dưỡng chủ yếu tướng lãnh, cái khác không nói, đối với tự thân mà nói, cũng là chỗ tốt vô tận. Tranh danh tráng. Nhất định phải tranh danh tráng. Trong quân mỗi cái phe phái đều hành động đứng lên, làm vì người phụ trách chủ yếu bàn thanh vân tự nhiên là đại gia tìm đối tượng. Tại kinh có gần 50 vạn đại quân, từ bên trong tuyển ra có thế phù hợp điều kiện quá nhiều người, có thể danh ngạch chỉ có 500. Bàn Thanh Vân cũng coi như công bằng, chiếu cố đến mỗi cái phe phái. Cùng lúc cái kia chút thế gia quy tộc nhóm cũng là kinh hỷ vô cùng, cửa tuy nhiên đóng lại, nhưng còn có một cánh cửa sổ mở. Bọn họ cũng không dám lại chạy nhảy, cánh tay có thế trật quá lớn chân sao. Vẫn là thành thành thật thật đi. huống chi bệ hạ đã nhả ra, cho bọn hắn thời cơ. Cái này tráng cũng không dám lung tung bổ sung, nghe nói tiếng giảng võ đường còn sẽ có một hệ liệt khảo hạch, cuối cùng muốn đào thải 200 người, cho nên nhất định phải tuyển ra chính thức ưu tú người, Dương Tố cũng tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Bản danh sách giao cho bàn Thanh Vân nơi đó, bàn Thanh Vân trực tiếp xác định được, báo cho Quang Ninh. Thời gian rất ngắn. Bởi vì hắn biết rõ một ngày bất định, một ngày không được an sinh. Thời gian đi qua 5 ngày, lúc này trù bị đã hoàn thành, 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, lao tới biên cảnh. Quang Ninh cũng không có đến tiễn đưa, hắn còn bận biểu chế định giảng võ đường học tập chương trình học hắn muốn bồi dưỡng là tính tổng hợp nhân tài, chính thức trong quân trường cột, hữu dụng chi tài. Lúc này, công lương vũ đi vào đến. Bệ hạ, đại quân xuất phát. Đi a. À. Quang Ninh đứng lên đến duỗi người một cái, cũng là thư giãn thư giãn. Đại quân là xuất phát, nhưng trả giá đắt có chút lớn. Công lương vũ mở miệng nói, chúng ta từ cái kia chút thế gia quy tộc bên trong kê biên tài sản lương thực, thậm chí hoàng cung nội khố cùng gần đây đoạt lại, đều bị mang đi. Sự tình có nặng nhẹ, cái này cũng không có cách nào, khó thời gian kiểu gì cũng sẽ đi qua. Bệ hạ. Liền tại lúc này, phí điện bước chân vội vàng đi vào đến. Giá lương thực lại một lần nữa dâng lên, đã so với ban đầu lật mấy lần, thành dân bách tính đều muốn bạo động. Chương 556, còn có cái gì so dân chúng không có cơm ăn chuyện càng trọng yếu sao? Phí điện trừ là binh bộ thượng thư bên ngoài, còn kiêm nhiệm lấy kinh triệu phủ dưỡng, cho nên đây là hắn chức trách chi công việc nội bộ. Tăng tới cái gì trình độ? Thạch thước rưỡi hai dư. Cái gì? Quang Ninh nghe chi cũng là kinh nghi không thôi, đây là cái gì khái niệm? Một lượng bạc bằng 10 tiền, bằng một ngàn văn, mà trước đó bình thường giá lương thực một thạch lương đại khái là 6 tiền. Giá lương thực trọn vẹn lật gần 10 lần, cái này có thể không phải liền là giá trên trời lương sao? Trên thực tế, tại nội chiến bắt đầu về sau, giá lương thực liền bắt đầu kéo lên, đây cũng là bình thường, rối loạn, cày hoang phế, nông nghiệp sinh sản gặp cực đại trùng kích, cứ thế với xã hội lương thực cực độ thiếu thốn, lúc này giá lương thực dâng lên cũng là tất nhiên hiện tượng có thể còn là lần đầu tiên tăng tới trình độ như vậy. Quang Ninh bản năng phát giác được vấn đề, đại quân mới ra phát, cũng mang đi thượng kinh đại bộ phận số lượng dự trữ, lập tức giá lương thực liền bắt đầu dâng lên. Có thể trong lúc này cũng không có trực tiếp liên hệ, Quang Ninh cho quân đội mang đi, đều là tại thế gia quy tộc bên trong kê biên tài sản, còn có nội khố số lượng dự trữ, thị trường lương thực cũng không hề động, thậm chí lúc trước hắn còn thả ra một chút bình ổn giá lương thực, tuy nói không có rớt xuống đến, nhưng cũng coi như tiếp nhận phạm vi mà hiện tại phản ứng này cũng quá nhanh chút. Giá lương thực cao đến loại trình độ này, thành dân bách tính căn bản là mua không nổi, tự nhiên sẽ bạo động. Trong này nhất định có vấn đề. Quang Ninh tấn công vào Thượng Kinh về sau, chỉ là ngắn ngủi phong mấy ngày, sau đó liền nhanh chóng buông ra, chính là vì để thị trường khai phóng lưu thông, tận lực cam đoan hết thảy xu thế với bình ổn. Mà hiện tại xảy ra vấn đề. Lập tức đem Tiết Khánh tìm đến. Quang Ninh phân phó lấy. Tiết Khánh là hộ bộ thượng thư, loại chuyện này tự nhiên quấn không ra hắn, xem có cái gì làm dịu biện pháp chưa chờ truyền triệu tiếp khánh liền tự chủ tìm tới gây nên cũng là giá lương thực lên nhanh sự tình làm hộ bộ thượng thư quản lý cả nước tiền thuế đối với loại chuyện này tự nhiên sẽ có mẫn cảm tính giá lương thực lần nữa tăng gấp đôi hạ thần nghe nói tự mình đến nội khu buôn bán thấy các lớn tiệm lương thực đều thả ra không trữ lương lời nói cho nên nghĩ phải giải quyết triều đình nhất định phải phát thóc bình ổn giá lương thực đây là rất đơn giản đạo ly thị trường là từ cung cầu quan hệ quyết định cung cấp lớn hơn yêu cầu giá cả tự nhiên là thấp. Thế nhưng là, Tiết Khánh khó nhọc nói, đại quân xuất chinh mang đi đại bộ phận lương thực, chúng ta hiện tại dự trữ chỉ còn lại không tới 300.000 thạch. Cái số này nghe đứng lên rất nhiều, nhưng nếu là từ cả tòa thành đến xem cũng không nhiều. Quang Ninh đăng cơ về sau, tiến hành trong trong ngoài ngoài điểm qua. Có từ thế gia quy tộc cái kia điểm qua, có từ hoàng thân quốc thích cái kia điểm qua. Tóm lại là được đến không ít. Dù sao cũng là một cái kéo dài trăm hơn 70 năm vương triều, ở phương diện này vẫn là có chút nội tình quân đội xuất chinh mang đi một bộ phận lớn, đương nhiên cũng không phải tốt lượng cung ứng, chí ít có thế rất một trận, còn lưu một bộ phận khẩn cấp tác dụng. Hướng ra để 200.000 thạch, nhìn nhìn lại tình huống. Quang Ninh suy nghĩ hơi trầm xuống liền làm quyết định. Vương giả lấy dân là trời, mà dân lấy thực làm đầu, giá lương thực ba động không chỉ có ảnh hưởng đến dân chúng sinh hoạt, càng có thể ảnh hưởng vương triều hưng thịnh. Giá lương thực là trăm giá chi cơ, mà lên kinh lại là toàn trong nước, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, cái này không có cái gì tốt do dự, đi thôi. Tiết Khánh do dự nói, đây thật là chúng ta cuối cùng nhất dự trữ, vạn nhất lại có cái gì, coi như. Còn có cái gì sao bách tính không có cơm ăn chuyện càng trọng yếu sao? Nghe được quan ninh lời ấy, Tiết Khánh nao nao, lập tức đáp, vâng. Mau chóng xử ly để y việc này, ở trong quá trình này, không thể tồn tại tham ô một nát hạng một công việc, trẫm lại phái công lương vũ kiểm tra đối chiếu sự thật. Hạ thần tự mình giám sát. Đi thôi. Tiết Khánh rời đi, phí điền cũng theo đi làm kém. Quang Ninh trở lại trên ghế ngồi lâm vào trầm tư. Quốc gia có thể thông qua vĩ mô điều tiết khống chế đến khống chế giá lương thực, nhất cơ bản chính sách liền là thu mua lương thực phát. Năm được mùa lấy cao với giá thị trường thu mua lương thực, xin lỗi năm lấy thấp với giá thị trường bán ra lương thực. Dạng này có thể làm cho trong nước lương thực thủy chung chỗ với một cái so sánh là thích hợp trạng thái thăng bằng, có thể hiện tại đại khang căn bản không có điều kiện áp dụng phương pháp này, chí ít phương Bắc không được, nội chiến chủ yếu tập trung với phương Bắc, khiến cho phá hư quá lớn, căn bản là không có cách điều tiết khống chế, trên thị trường liền không có lương. Bất quá phương Bắc không có lương thực, còn có Nam Phương. Đây là hắn lực lượng chỗ tại. Từ xưa đến nay liền là phương Bắc nặng chính trị, Nam Phương nặng kinh tế. Nội chiến đối Nam Phương ảnh hưởng cũng không lớn, chiến hỏa tác động đến cũng rất nhỏ. Lúc đó Long Cảnh Đế từ Nam Phương điều binh lực, mạnh bắt lính, khiến cho Nam Phương chống cự lực lượng cũng không lớn. Mà hắn còn lưu hậu thủ. Thiên nhất lâu có tối ẩn thế lực, tại Nam Phương vào rừng làm cướp, hoặc là tòng sự một chút cùng loại hắc bang hoạt động, khống chế thuyền vận cầu tàu chờ. Tại Quang Ninh khởi binh sự tình, hắn cũng theo lấy trào lưu dơ cao cờ khởi nghĩa chiêu binh mãi mã khuếch trương đại thế lực, lúc đó Long Cảnh Đế khai thác chiêu an kế sách, hứa hẹn quan chức, lại đưa tiền vật, kết quả là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Tại Quang Ninh sắp công thành lúc, những cái này khởi nghĩa thế lực chỉnh hợp đứng lên, cũng tuyên bố tìm đến phía Quang Ninh. Bởi vì chuyện này kém chút không đem Long Cảnh Đế tức chết, phải biết hắn vì chiêu an thế nhưng là nỗ lực không ít, đều đổ xuống sông xuống biển không nói, còn thành toàn Quang Ninh bây giờ những nghĩa quân kia cũng độc lập thành quân ước chừng có năm vạn người quang ninh đã phái người đi tiếp thu hiện tại còn không biết tin tức như vậy nghĩ đến quang ninh hỏi lấy bên người thành kính nói người nói trẫm đăng cơ sự tình phải chăng đã thông báo cả nước cổ đại giao thông không tiện cho nên liền có núi cao hoàng đế xa câu chuyện có cư xa xôi người khả năng cả một đời cũng sẽ không đi ra ngoài đổi hay không hoàng đế đối bọn hắn không ảnh hưởng được lớn khả năng cũng không biết đây cũng là tình huống thực tế nếu là lúc trước khả năng biết được nhưng hiện tại sợ là không được. Thành Kính mở miệng nói, chủ yếu là trước đó chiến tranh khiến cho dịch trạm phá hư nghiêm trọng, tin tức thông báo không tiện. Quang Ninh gật gật đầu. Dịch trạm là truyền tống công văn cùng quân sự tình báo hoặc lui tới quan viên ăn ngủ thay ngựa địa phương, cũng là cùng kết nối mối quan hệ. Triều đình có cái gì chính lệnh, thông qua dịch trạm nhanh chóng đưa đến địa phương. Ở thời đại này, dịch trạm quá trọng yếu. Nhất định phải mau chóng khôi phục. Quang Ninh suy nghĩ hơi trầm xuống hắn nghĩ tới trước đó hắn còn ở kinh thành lúc thành lập quan thị phái tống kỳ thực liền cùng loại với dịch trạm hình thức lúc đó quan ninh thành lập lúc thứ nhất là vì cần làm thương dụng thứ hai cũng là vì tại chiến lúc có thể đưa đến quân sự tình báo truyền lại tác dụng tại bó lớn tiền rơi xuống đến quan thị phái tống cứ điểm cất vào kho phát triển rất nhanh sau đó hắn khởi binh tạo phản long cảnh đế đối cả quan thị hiệu buôn tiến hành đã kích quan thị phái tống cũng ở trong đó liệt kê bất quá hắn sớm đã ngờ tới loại tình huống này trước đó làm an bài cái kia chút cứ điểm liền ẩn tàng cùng lòng đất, còn tiến hành quân sự tình báo truyền lại, hiện tại có thể khôi phục. Có thể coi đây là cơ sở, cấp tốc khôi phục dịch trạm chức năng, Nam Phương tình huống còn không có truyền về. Còn có tiền đại phú, gia hỏa này cũng không biết chạy đến đâu bên trong. Khởi binh phía sau, quan thị hiệu buông chỉnh thể dọn trở lại đến Vân Châu, mà tiền đại phúc thì là chạy đến Nam Phương, chính là dùng hắn thời điểm lại không thấy. Triều đình nhất định phải có chính mình sản nghiệp, tại thời khắc mấu chốt tiến hành điều tiết khống chế, tựa như lần này giá lương thực dâng lên tình huống. Quang Ninh làm lấy suy nghĩ, mà hộ bộ cũng gấp rút ngoại phóng lương thực, dạng này qua mấy ngày, Quang Ninh đạt được bẩm báo. Giá lương thực cũng không có hạ xuống, ngược lại lần nữa dâng lên. Chương 557, là trẫm vết còn chưa đủ nhiều. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Quang Ninh khuôn mặt âm trầm. Giá lương thực đã tăng tới một thạch gần 6 lượng trình độ, đây quả thực là giá trên trời chính giữa giá. 200.000 thạch lương thực đưa lên xuống dưới, liền bọc nước đều không có tóe lên có người tại ác ý tích lương, lợi dụng đại quân xuất chinh thổi phòng lời đồn chế tạo thiếu lương thực, dựa vào cái này đến thao túng giá lương thực dâng lên, lấy kiếm chắc bạo lợi, trừ loại tình huống này, quan Ninh lại nghĩ không ra cái khác. Chiến tranh tạo thành lương thực thiếu vấn đề xác thực tồn tại, nhưng làm người làm ác cũng đồng dạng tồn tại. Tra. Tra đến cùng. Quan Ninh thần sắc tràn ngập lạnh lùng. Hoa Tinh Hà, phái ra cẩm y vệ tường tra tại kinh chủ yếu tiệm lương thực, trọng yếu là hắn bối cảnh. Vâng mang theo âm nhu chi khí hoa tinh hà thành cẩm y vệ để nhất nhậm chức chỉ huy sứ long cảnh đế thời kỳ hắn liền là đốc vũ ti ti thủ cùng lúc cũng thường xuyên phối hợp tham gia cùng hoàn thành ti vụ án đối một bộ này có chút quen thuộc là thí sinh thích hợp thiên nhất lâu bị hắn toàn diện tiếp nhận một bộ phận tiến cẩm y vệ một bộ phận khác võ công cao cường người thì là thành đại nội thị vệ thị vệ trưởng liền là nguyên thiên nhất lâu đại sư huynh tô tu viễn kinh triệu phủ liên hợp hộ bộ đối khu buôn bán thăm viếng điều tra cấp độ càng sâu bối cảnh cho các ngươi hai ngày thời gian. Vâng. Mấy người ứng lấy vội vàng rời đi làm việc. Quang Ninh con mắt ngưng lại đứng lên, hắn đang suy nghĩ cái này phía sau là người phương nào làm ra, là người phương nào gây nên. Tại kinh hoàng thân quốc thích đều bị thanh càng sạch sẽ, còn lại thế gia quy tộc nhóm chẳng lẽ còn có lá gan này. Vẫn là trẫm giết không đủ nhiều. Lại vào lúc này cho hắn nói xấu. Như vậy nghĩ đến, Quang Ninh lại mở miệng nói, đến đem dương tố tìm đến. Thành kính bận biểu sắp xếp người đến thông báo, không nhiều lúc, Dương Tố liền đến đến ngự thư phòng, bái kiến bệ hạ, miễn lễ. Quan Ninh nhìn hắn hỏi, gần đây giá lương thực lên nhanh, sự tình nghe nói sao? Nghe nói, hạ thần đang chuẩn bị cùng bệ hạ bẩm báo. Dương Tố mở miệng nói, việc này phát sinh về sau, hạ thần lập tức đến hỏi thăm xác nhận, vấn đề này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ chỉ liền là hiện có thế gia quy tộc. Lấy vân uy đợi la quan tông cầm đầu, tại hắn tổ chức phía dưới còn hiến cho 10 vạn thạch lương thực, đã chuyển giao hộ bộ, đây là danh sách. Ngài xem qua, dương tố hiện lên đưa tới. Quang Ninh kỹ càng nhìn, những người này thật là có đồ vật, vậy mà quyên ra nhiều như thế. Bất quá cái này cũng nói hắn thái độ. Hiện tại là thành thật, căn bản vốn không dám ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, nhất là cho bọn hắn 50 giảng võ đường học viên danh ngạch về sau, càng là khác biệt dĩ vãng. Ân uy tịnh thi có tác dụng. Không phải bọn họ, còn có thể là ai. Quang Ninh biết đại khái, bất quá cụ thể như thế nào, còn muốn chờ điều tra kết quả ngươi giải nhật thịnh xương sao? Đại khái giải một chút, bất quá hạ thần cũng không trực tiếp tham gia cùng. Vậy cũng có gián tiếp tham gia cùng. Dương tố nào nào, không biết nên thế nào nói. Đừng để y, trẫm chỉ là tùy tiện nói một chút. Dương tố chút thư giãn. Nhật thịnh xương kỳ thực liền là hoàng trang, là lúc đó hôn thích nhóm cùng một chỗ xây dựng, đây là long cảnh đế ngầm đồng y. Quang Ninh đối với cái này cũng có giải. Hoàng thất trực danh kinh doanh sản nghiệp liền là hoàng trang, đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp gọi cái tên này, mà là phổ thông mệnh danh. Hoàng Trang dẫn đầu, Huân Thích đi theo, lại có cái kia chút cự cổ nhóm tham gia cùng, rồi mới đối bách tính hao lông dê. Quang Ninh kỹ càng giải qua, phụ trách cùng Hoàng Trang kết nối liền là trong công ty lễ giám chuyên trách thái giám. Long cảnh đế nội khố liền có một phần là bởi vậy tràn đầy. Hắn nghe Phùng Nguyên nói qua, cái này Hoàng Trang chỗ kiếm tiền, đại bộ phận tiền, còn không phải bị Hoàng Trang lấy đi, mà là bị Huân Thích, cự cổ nhóm phân. Nói cách khác Long cảnh đế kỳ thực liền là oan đại đầu, là bị người ta mượn lấy bản hiệu mưu tài, chính mình ngược lại xuống dốc bao nhiêu trong này nước rất sâu bởi vì long cảnh đế không trực tiếp quản lý chỗ phụ trách chuyên trách thái giám sớm bị hối lộ thu mua cho hắn báo đều là giả sổ sách cái này quan đại đầu quan ninh cũng thật là không có gì để nói nếu là thật sự kiếm tiền vậy hắn tiếp thu nội khố khả năng vào chỗ về sau quan ninh đối hoàng trang nhật thịnh xương tiến hành niêm phong kết quả phát hiện vô luận là tiền tài trữ vật cũng không có bao nhiêu sổ sách cơ bản đều không quan ninh cùng dương tố nói lấy việc này liền hỏi Ngươi biết số tiền này vật đi hướng sao? Tuy nhiên kê biên tài sản cái kia chút huân thích nhóm để hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng trên thực tế bọn họ hẳn là có tài phú. Suy nghĩ một chút đại khang kéo dài bao nhiêu năm liền biết một đời một đời tích lũy thật là lớn bao nhiêu tài phú. Giống thân quốc công cao liêm, hắn tổ thượng là khai quốc quốc công, đời đời cha truyền con nối, cùng trấn bắc vương phủ là một dạng. Hẳn là bị đưa đến nam phương. Dương tố mở miệng nói, tân la thành chiến dịch về sau, lúc đó thượng kinh liền liền tràn ngập lên rất lớn khủng hoảng dù sao đem tự thân an nguy để tại lương quốc, ai cũng cảm thấy không quá đáng tin, cái kia lúc liền nhất lên một cổ nam dời triều, nghiêm trọng nhất lúc, lang thương đại vận hà lên thuyền ủng mà chặn. Phổ thông người dân tự nhiên không cần gấp, lúc đó bệ hạ nhân nghĩa tên đã truyền ra. Dương Tố không lưu vết tích đập mông ngựa. Lập tức lại nói tiếp, nhưng này chút huân thích cự cổ nhóm hoảng, một khi thượng kinh thất thủ, bọn họ nhiều năm tích lũy tài phú khả năng cho một mồi lửa. Cho nên bọn họ sớm chuyển di tài phú. Đúng. Dương Tố mở miệng nói, những người kia sớm đã lưu hậu thủ, với lại lúc đó nam dời tiếng hô rất cao. Minh Bạch. Quang Ninh thở sâu. Nam Phương. Giờ phút này hắn hai mắt đều tại phát ra ánh sáng, trong mắt hắn, Nam Phương liền là một cái cự đại bảo bồn. Không thể lại các loại, như mấy ngày nay phía Nam còn không có cụ thể tin tức, hắn liền muốn khai thác biện pháp. Long cảnh đế lúc đó vì ứng đối chiến lúc cần thiết, từ Nam Phương gom góp đến 800 vạn thạch lương thực. Dương Tố nói tiếp, chỉ là đám kia lương thực thẳng đến chiến tranh kết thúc đều không có vận đến thật có 800 vạn thạch. Quang Ninh mang theo vẻ ngờ vực. Không có 800 cũng có 600, còn lại cái kia chút hẳn là bị qua tay người tham ô. Dương Tố mở miệng nói, lúc đó tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm, thượng kinh cũng là giá lương thực lên nhanh, thể lấy lương thực vào không được, giá lương thực liền sẽ không ngã xuống, sau đó hẳn là lúc nhâm thái tử tiêu chính cùng Cao Liêm cấu kết, chờ long cảnh đế băng hà, liền vào được nam dời, đám kia lương thực lại chuyển vận về Lâm An, vì Nam Khang làm chuẩn bị. Những chuyện này Quang Ninh cũng là lần đầu tiên biết rõ, vào chỗ phía sau thượng vàng hạ cám sự tình quá nhiều hắn cũng không kịp chú ý nghe chi liền cảm giác hoang đường có thể nghĩ lúc đó đại khang nát đến cái gì trình độ bất quá cái này cũng càng kiên định hơn quan ninh thu hồi nam phương chi tâm cái kia lúc liền sẽ không giống hiện tại như vậy cũng bắt lại hỏi thăm dương tố chút tình huống cụ thể quan ninh làm lấy tính toán cùng lúc cũng đang chờ đợi lấy điều tra kết quả hai ngày rất nhanh đi qua trải qua cẩn thận gây nên điều tra về sau cuối cùng có kết quả như Quang ninh suy nghĩ như thế. Lần này giá lương thực lên nhanh phía sau quả nhiên là có rất lớn bí ẩn, có người ở sau lưng trắng trợn tích lương giành bại lộ, Dương Tố nói không sai, thế gia quy tộc nhóm cũng không có tham gia cùng, chủ yếu làm này chuyện ác, liền là cái kia chút cự cổ thương nhân. Chương 558, có chút vấn đề, không chảy máu là giải quyết không? Trước đó giá lương thực tạm thời không nói, liền nói mở kho phát thóc phía sau, 200.000 thạch lương thực ném ra đến, liền nước phiêu đều không có đánh lên, dưới mắt cung ứng nhiều, trong kinh giá lương thực không có bình ức, ngược lại trăng vọt, chính là là có người độn hàng có thể cư. Tiếp Khánh báo cáo lấy ra được tình huống. Tiếp theo Hoa Tinh Hà cũng tại bẩm báo. Ngày vào chỗ về sau, thượng kinh toàn diện buông ra, cũng cổ vũ khai trương lưu thông, những cái này đám thương nhân liền thừa cơ phát tài, ngày trước triều đình phát khóc, những cái này đám thương nhân nghe tin tức mà hành động, chí ít ăn vào đến ngũ thành. Hoa Tinh Hà hiển nhiên cũng mang một cái nhân tình tự, hắn âm thanh lạnh lùng nói, những cái này đám thương nhân tay trái để tiền, cho mượn 10 lượng bạc, phải trả 15 lượng tay phải lại thẻ lấy lương thực không bán, dân chúng cũng nên ăn cơm, chỉ có thể từ bọn họ ngân hàng tư nhân bên trong vay tiền, lại đến bọn họ tiệm lương thực mua lương. Quang Ninh nghe lấy cũng là mở rộng tầm mắt. Này sáo lộ thật sự là đủ sâu, trong trong ngoài ngoài hao lông dê, đem bách tính bóc lột sạch sẽ. Dân chúng vay nặng lãi vay tiền gánh vác lấy cao tráng lợi tức, rồi mới lại đi mua bọn họ nhất giá cao lương thực. Người cầm đầu là ai? Quang Ninh biết rõ, làm dạng này sự tình tuyệt đối không phải là cái nào người, hẳn là một cái đoàn thể thượng kinh cũng không kinh lịch quá đại chiến hỏa, làm kinh đô của một nước, nhân khẩu tràn đầy, bây giờ đã khôi phục bình ổn, trên thực tế tới nói, triều cục thay đổi cũng không có ảnh hưởng đến phổ thông thành dân bách tính. Quan Ninh lại khai thác khai phóng chính sách, nội thành hủy bỏ tiêu cấm, ngoại thành tiêu cấm thời gian cũng nới lỏng. Đây là hắn hiện ra người thống trị tự tin biểu hiện. Một lần nữa chỉnh hợp tổ chức cơ cấu, tại kinh triệu phủ hạ hạt thành lập cục an ninh, thượng kinh thành trị an rất tốt. Với lại tiêu cấm chế độ, nghiêm trọng trở ngại phát triển kinh tế cùng xã hội cần. Thượng Kinh không thể so với địa phương khác, bởi vì có khai phóng thị trường, hắn đăng cơ phía sau, đối hung thích nhóm trắng trận sát lục, có thể đi tốt lái buôn lại không hề động mảy may, ngược lại được cổ vũ kế sách, vì phòng ngừa bởi vì cục thế hỗn loạn mà dẫn đến trộm cắp tranh đoạt, Quan Ninh còn chế định tương quan luật pháp, bảo hộ tài sản của hắn không nhận xâm phạm. Bọn họ không có chịu đựng chiến loạn họa, không bị đến bất kỳ tổn hại, có thể bình ổn lấy lục, cũng vì vậy mà lên họa mang. Người cầm đầu tên là Vương Hưng Phu, là thượng kinh nổi danh nghĩa thương. Tiết Khánh trả lời Quang Ninh yêu cầu. Người này ở Kinh Thành có chút thanh danh, chiến loạn ở giữa nhiều lần phát cháo, cho nên có nghĩa thương tên tuổi, từng còn nhận hy tông triệu kiến, là rất nhiều quan to quyền quy ngồi lên khách. Cái gì nghĩa thương? Hoa Tinh Hà Lanh lãnh tiếng nói tràn ngập kinh thường. Cái kia căn bản chính là hắn hư giả ngụy trang, theo chúng ta cẩm y vệ điều tra, người này liền là độn hàng đầu cơ tích trữ chủ mưu, trong nhà ẩn giấu có vài chục vạn thạch lương thực, liên hợp đông đảo thương nhân lên ào ào giá lương thực sáng nay khai trương liền là nhà hắn tiệm lương thực dẫn đầu tăng giá sau đó người nghe tin tức mà hành động tốt một cái nghĩa thương như thế gian thương lại còn có như xưng hô này có thể đúng là mỉa mai a quan ninh nghe chi không khỏi phẫn nộ hắn câu mày nói vì sao trẫm chưa từng nghe qua người này trước sớm ở kinh thành lúc Quang ninh sáng lập quan thị hiệu buôn cũng có một tịch chi địa nhận biết thương nhân cũng có rất nhiều còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này vương hưng phu là sau đó đến thượng kinh nghe nói là lúc đó quan thị hiệu buôn các loại sản phẩm mới truyền đến nam phương hắn liền tới tìm kiếm hợp tác tiếp hoài nhân mở miệng nói người này quả thực là tài đại khí thô xuất thủ hào phóng từng còn đến ta tiết gia bái phỏng qua cái người này ở kinh thành phát đại tài bất quá phần lớn đều là quốc nạn tài phí điền cũng phụ họa nói chiến loạn lúc lương thực thiếu nghiêm trọng người này lại có thế làm đến lương thực lên ào ào vật giá tình hình cùng này không hay, phát phần lớn là chiến tranh tài binh bộ còn cùng hắn hợp tác qua mua sắm lương thực, lúc đó đoạn án là binh bộ thượng thư, xa hơn cao với giá thị trường mua sắm chút năm xưa nát cốc, chắc hẳn bên trong cũng có chuyện ấn ở bên trong. Vấn đề này ta vậy mà không biết. Tiết Khánh lắc đầu nói, cái kia lúc ta đã bị từ đến hộ bộ thị lan. Ngươi không biết còn rất nhiều, chuyện ngoại hạng nhiều vô số kể. Phí Điền nói lên đến một bộ ghét ác như cừu bộ dáng. Trước kia hắn là thâm tàn gián điệp, vì cam đoan chính mình an toàn, coi như biết rõ cái gì chuyện bất bình cũng không dám nói, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Hiện tại cũng là không cần. Nghe lấy mấy người nghị luận, Quang Ninh rất là tò mò hỏi, người này chẳng lẽ là rất có bối cảnh. Đó là đương nhiên có bối cảnh, không phải vậy thế nào có thế nhanh như vậy ở kinh thành đứng vững gót chân, người khác thế nào về tha cho hắn. Tiếp Khánh lời nói để Quang Ninh rất nhận có thể. Mỗi một chỗ cố hóa sau này, đều sẽ cực kỳ bài ngoại. Nhất là sinh y trận, càng là như vậy. Hắn lúc đó sáng tạo quan thị hiệu buông lúc, liền nhận chỉnh thể xa lánh cái này vương hưng phu là cái gì bối cảnh tiết khánh đáp vương hưng phu xuất từ giang châu vương gia hắn gia tộc cũng là giang châu thương ban hạch tâm tạo thành thương ban là thương phẩm kinh tế phát triển tới trình độ nhất định xuống tự nhiên theo thời thế mà sinh sĩ nông công thương bởi vì thương nhân địa vị thấp bọn họ lợi dụng thiên nhiên quê nhà tông tộc quan hệ liên hệ với nhau giúp đỡ cho nhau đồng tâm hiệp lực giang châu thương ban quan ninh nỉ non với những năm này hắn một mực bên ngoài chinh chiến tuy rằng cũng làm qua sinh y nhưng sau đó cơ bản đều giao cho tiền đại phú, hoàn toàn làm vung tay trưởng quỹ, cho nên đối những tình huống này căn bản vốn không biết rõ. Chỉ là đơn thuần thương bang, cũng không đến nỗi có như thế lớn sức ảnh hưởng đi. Quang Ninh vừa rồi có thể nghe rõ ràng, người này đều có thể trở thành quan to quyền quy thượng khách. Đó là tự nhiên. Lúc này một mực trầm mặt tiết hoài nhân mở miệng nói, thương bang chỗ cấu kết cũng không phải là cái kia chút hương thích nhóm, cái này cũng không thể không nâng lên Nam Phương đặc thù địa vực hình thành một cái đoàn thể, cái kia chính là Nam Phương sĩ tộc, nghe được này quang ninh cũng là đến hứng thú cái này tâm sự liền quát ra mới đồ vật xem ra hắn muốn giải còn rất nhiều nam phương một mực là triều ta kinh tế trọng tâm từ trước chiến loạn rất ít chịu ảnh hưởng liền khiến cho kinh tế phát đạt thương nhân chiếm đa số nhưng thương nhân địa vị khá thấp liền cùng cái kia chút sĩ nhân cấu kết cùng một chỗ cả hai lẫn nhau phối hợp bổ sung không đủ hình thành lợi ích thể cộng đồng quang ninh minh bạch như vậy cũng tốt sau một cái chính trị đoàn thể muốn biểu đạt suy nghĩ không thể rời bỏ kinh tế chèo chống tiếp hoài nhân thấp thở dài. Kỳ thực lúc đầu nam phương sĩ tộc rêu rao khí tiết, tôn trọng thực học, bọn họ đang dạy học bên trong thường xuyên chạm đến xã hội hiện thực vấn đề, nghị luận như thế nào cải biến chính trị một nát, dân chúng lầm than tình huống, đối với thay đổi bầu không khí đưa đến tích cực tác dụng, nhưng theo lấy thời gian chuyển dời, liền biến vị, dần dần thành một loại hình thức khác quan thương cấu kết. Lại cùng nam phương có dính dấp, những chuyện này đợi ngày sau tính toán, việc cấp bách là xử lý giá lương thực công việc. Thương nhân lợi lớn, hàng cổ bất biến, Quang Ninh âm thanh lạnh lùng nói, cũng không phải là buôn bán có lỗi, mà là nhân tính tham lam, trữ hàng đầu cơ tích trữ, kiếm chắc bạo lợi, đại phát quốc nạn tài, cái này là đang đào tân triều chân tường. Đáng chết. Nên giết. Nghe lấy cái này quen thuộc giọng điệu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tùng Vĩnh Niên nhịn không được mở miệng nói, thương nhân khác biệt với hung thích, trắng trợn giết chết, có phải hay không không ảnh hưởng được quá tốt. Loại này cân nhắc cũng không sai. Quang Ninh bình tĩnh nói, có chút vấn đề, không chảy máu là giải quyết không? chương 559, bị nói thành bạo quân lại như thế nào. Tân Triều thành lập, đại cục chưa ổn, lúc này nhất định phải lấy trọng điểm chỗ chi, không có đổ máu từ đâu tới cải cách biến pháp, cái này cũng không phải khách ăn cơm. Lôi kéo giải quyết không vấn đề. Hắn có lật bàn năng lực, cần gì làng nhà làng nhằn. Trước kia phòng cũ nát không chịu nổi, bốn phía hở, đã không cách nào tu bổ, vậy liền phá đi xây lại. Hắn rất cần tiền cũng cần lương. Huân thích nhóm bị xử trí phía sau, lại để cho hắn phát hiện một cái mới có thể khai cuộc địa phương. Cái kia chính là những gian thương này. Bọn họ bóc lột bách tính tiền, chính mình lại từ trên người bọn họ đem tiền thu hồi lại. Nên dết dết, nên gãi gãi. Quản ngươi là cái gì thân phận, sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Quốc gia này chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là hắn nguyên vũ đế, Quang Ninh. Quang Ninh không quan tâm danh tiếng. Dù cho bị người nói thành là bạo quân thì tính sao? Vương Hưng Phu chờ cự cổ nhà kho ở Kinh Thành sao? đại thương khố đều không ở kinh thành, mà là tại thông huyện. Thông huyện là thượng kinh thành vùng ngoại thành một cái huyện, Lan Thương Đại Vận Hà khởi điểm cảng khẩu là ở chỗ này, khoảng cách kinh thành ước hẹn khoảng 50 dặm. Thông huyện cùng thượng kinh còn có một đầu kinh thông bờ sông, có thể cam đoan thông huyện hàng hóa vận chuyển. Phí điện lại phụ họa nói, Vương Hưng Phu phía sau Giang Châu Thương Bang rất có thực lực, chiến loạn trong lúc đó bọn họ đều có thể từ Nam Phương vận chuyển lương thực đến thượng kinh phát quốc nạn tài. Thông huyện huyện lệnh là ai? Ngô Tử Nghi ra, ra đến cùng. Quang Ninh âm thanh lạnh lùng nói, dạng này sự tình tuyệt đối có quan thương cấu kết, nói không có đều khó có khả năng. Bệ hạ, Ngô Tử Nghi là thanh lưu đảng nhân, chính thuộc Nam Phương sĩ tộc, hiện nay Nam Phương không yên tĩnh, như làm to chuyện, có phải hay không không quá thỏa đáng. Tiếp hoài nhân lối ra khuyên can. Thanh lưu đảng, tức là Nam Phương người đọc sách hình thành một cái đoàn thể, hắn tại Nam Phương thậm chí cả quốc gia đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Quang Ninh nghe chi cũng không khỏi tức giận đại khang cơ hồ có chỗ có vương triều đều có vấn đề. Phương Bắc có một nát quy tộc hỏa loạn triều đình, Nam Phương có đám thân sĩ làm hại một phương. Hắn nghe rõ. Cái này cái gọi là thanh lưu đảng, kỳ thực liền là đại biểu giang Nam quan Lưu tập đoàn cùng cự cổ đại địa chủ nhóm lợi ích. Cho nên liền muốn khai đao. Quang Ninh âm thanh lạnh lùng nói, hoa tinh hà. Người mang theo cẩm y vệ lập tức đến vương hưng phu đám người hiệu buôn tiệm lương thực trực tiếp bắt người, phái người tiến về thông châu cùng lúc tiến hành, không muốn cho bọn hắn phản ứng thời gian. Tiết Khánh, Ngươi an bài hộ bộ quan lại đi theo, kiểm kê sổ sách, niêm phong sổ sách, thống kê số lượng, thu với quốc khố. Phí điền, ngươi phái ra cục an ninh vệ binh đi theo, đối đông thị tây thị tiến hành tiếp quản, nếu có lên ào ào vật phẩm khác giá cả, như loại thịt, củi loại các loại, giúp cho đồng dạng phương thức luận xử. Công lương vũ, ngươi an bài đô sát viện người trước đến thông huyện, đối có cấu kết cự cổ kiếm lời người, trực tiếp cầm xuống. Quan ninh liên tiếp xuống mệnh lệnh. Đám người nghe chi cũng không khỏi kinh nghi. Cẩm y vệ, hộ bộ, kinh triệu phủ đô sát viện bốn nha môn liên hợp phá án cái này tại tân triều thành lập sau thế nhưng là lần đầu tiết khánh hỏi nên lấy tội gì tên dù sao đại khang luật bên trong có thể không có cùng loại tội danh từ lúc này liền có quang ninh mở miệng nói buôn bán đầu cơ tiền vàng hàng hóa trữ hàng đầu cơ tích trữ mua chịu hàng nhà nước bán trao tay đầu cơ trục lợi đào tân triều chân tường hết thảy theo phán nước tội luận xử vâng đến lúc này đám người lại không nghi vấn bọn họ cũng cảm nhận được quang ninh quyết tâm thần lĩnh chỉ. Hoa Tinh Hà bái lễ về sau, trực tiếp quay người rời đi ngự thư phòng, những người khác cũng lần lượt bước chân vội vàng rời đi. Bốn nhà môn liên hợp phá án, chiến trận này cũng sẽ không nhỏ. Hoa Tinh Hà rời đi hoàng cung, lập tức trở về đến Cẩm Y vệ nha môn, điểm đủ nhân mã, phân phát hạ nhiệm vụ, liền hướng Tây thành phố đuổi đến. Thượng Kinh thành có Đông Tây lưỡng thị, các vị với thành Đông thành Tây, nhưng hai thành phố có chỗ khác nhau, Đông thị chủ muốn kinh doanh tơ lụa, son và phấn chờ giá cao xa xỉ vật phẩm, đa số hôn quy người giàu có chỗ đi dạo tây thị thì là kinh doanh bình dân cần thiết chi vật hủ tiếu tạp hóa củi lửa vải thô mấy cái lớn tiệm lương thực chủ yếu tập trung tại tây thị nơi này có thể ảnh hưởng đến cả tòa thành giá lương thực giờ phút này tây thị mấy cái lớn tiệm lương thực trước tụ tập không ít bách tính một cái mặt sầu khổ buồn nhìn tiệm lương thực lúc trước treo lên giá lương thực bài nghị luận không nghĩ một thạch sáu lượng hai tiền lại trướng lại trướng điều này sao có thể mua nổi thực tại quá đắt Đúng vậy a. À. Cái này còn có nhường hay không người sống. Vương trưởng quỷ đâu? Rất nhiều người đều vây tại một nhà tên là Tụ Phong tiệm lương thực kêu gào lấy. Đây là tây thị lớn nhất tiệm lương thực, liền lấy một loạt cửa hàng đều là cái này tấm bảng, hắn trưởng quỷ liền là thượng kinh thành nổi danh nghĩa thương Vương Hưng Phu. Chỉ chốc lát, liền có một mình đi ra đến. Năm nào có tuổi hơn 40, mặt trường sam, dáng người mập ra hơi béo, đỉnh lấy bụng nạm, xem hình tượng này đã biết là thương nhân. Đi ra, đi ra vương trưởng quỷ có thể hay không tiện nghi một chút đúng vậy a à, cái này căn bản liền ăn không nổi a à. đám người kêu la lấy nhìn cái kia từng trương sắc mặt vương hưng phu nội tâm lên một trận chán ghét hắn kỳ thực rất muốn nói một câu các ngươi có thích mua hay không nhưng lời không thể như vậy nói đám này dân đen cũng là ngu dân chỉ cần tùy tiện hống vài câu cho dù là uống bọn họ huyết bọn họ đều sẽ đem ngươi cung cấp lấy vương hưng phu nội tâm nghĩ như vậy lấy trên mặt lại là lộ ra một mảnh sầu khổ các vị an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Tại hắn ra hiệu phía dưới, đám người cuối cùng là an tĩnh lại. Vương Hưng Phu mở miệng nói, ta Vương Hưng Phu là cái gì người, chắc hẳn các vị đều là biết rõ, chiến loạn chi niên, từng nhiều lần phát cháo cứu viện nạn dân, ta rất muốn đem giá lương thực áp xuống tới, nhưng không có cách nào, hành tình liền là cái này hành tình, ta cũng khó a. À. Hắn nói là chia làm bi thống. Ta cái này lương thực đều là từ Giang Châu vận đến, Lan Thương Đại vận hà một mực không thông, không cách nào hỏa hoạn vận chỉ có thể đi đường bộ, thế nhưng là đường bộ khoảng cách xa không nói, còn mạnh hơn phỉ giữ lại, nguyên bản ta chuẩn bị vận đến 10 vạn thạch lương thực đến bình ức giá lương thực. 10 vạn thạch lương thực. Đám người nghe chi mừng rỡ, có nhóm này lương thực tràn vào, giá cả hẳn là có thể ngã xuống. Thế nhưng là... Thế nhưng là... Vương Hưng Phu Bi Thống nói, liền tại vừa rồi ta nhận được tin tức, ta tụ phong vận lương đội, bị đạo phỉ đoạt, cho một mồi lửa A. Cái gì? Cái gì? lại có loại sự tình này. Dân chúng ngây người, không khỏi tin tưởng, thật sự là vương hưng phu diễn kỹ quá tốt. Ngươi nói ta tổn thất này người nào cho bổ. Ta vì còn không phải tất cả mọi người có thể ăn đến giá thấp lương sao. Vương hưng phu hốc mắt phím hồng, tựa như nhanh khóc một dạng, nhìn những người dân này cũng một bộ động dung bộ dáng. Hắn lại tại nội tâm thẳng mắng ngu dân. Tại thông huyện kho lúa bên trong, hắn nhưng là có vài chục vạn thạch lương thực tồn lấy. Vương Hưng Phu vừa tiếp tục nói, ta là giá cao thu lương, Thật vất vả đụng hơn một vạn thạch, đây là cuối cùng nhất lương thực, lúc đầu cũng là tại bồi thường tiền bán, vì mọi người đều có thể ăn vào lương, ta liền cắn răng răng, đem giá tiền xuống đến mỗi thạch năm lượng tám tiền. Năm lượng tám tiền. Đây là rất đắt a. À. Vương Hưng Phu lớn tiếng nói, các vị, ta đây đã là tại bồi thường tiền bán, chỉ có 10 ngàn thạch, các ngươi có thể đến nơi khác nhìn xem, ta đây là giá thấp nhất. Đại gia mua đi, Vương trưởng quỷ nhất nhân nghĩa, nhà khác quy hơn a. À. Đúng vậy a, à, mua đi cũng không thể không ăn cơm đi. Vương Hưng Phu lời nói rơi xuống, lập tức có người kêu la đứng lên, đồng thời vào cửa hàng phòng mua sắm. Tại cái này lôi kéo dưới, cái kia chút còn tại xem chừng người cũng cắn răng đi mua. Những người này đều là sự tình an bài trước tốt nắm. Hương thân tiền đủ số hoàn trả, bách tính tiền chia ba bảy sổ sách, tiền liền là như thế kiếm được. Chương 560, muốn tiền không muốn mạng. Ngu dân A, à, ngu dân. Vương Hưng Phu nhìn cái kia chút dành trước sợ sau tranh mua trong dân chúng tâm kinh thường tới cực điểm bọn họ lại còn sợ mua không được thật sự là buồn cười a à. bất quá càng như vậy có thể càng kiếm tiền loại số tiền này đến quá nhanh đơn giản cùng nhặt một dạng với lại ai cũng không quản được hắn dân chúng còn sẽ đối với hắn mang ơn tân triều cũng tốt cựu triều cũng được với hắn mà nói không có gì khác nhau ngược lại hắn ưa thích loại này giao thế trong lúc đó thường thường lúc này là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm tân triều cũng có y tứ trước mấy ngày lại còn mở kho phát thóc bình ức giá lương thực nhưng có tác dụng a à. Trừ phi là đại quy mô đưa lên trùng kích, chút ít căn bản vô dụng. Cái kia chút lương thực bị hắn ăn vào ngũ thành, còn lại cũng đều bị ăn tiến vào, ngược lại là cho hắn đưa tiền. Cái này cũng nói Tân Triều không có lương thực, cuối cùng còn không phải phải dùng bọn họ những thương nhân này. Cẩm Y vệ đến. Cẩm Y vệ đến. Liền tại lúc này bên ngoài lên một mảnh rối loạn, Vương Hưng Phu xem đi qua, chỉ thấy một đám thân thể mặc hắc y người đem cả tây thị vây quanh, cũng có người hướng bên này đi tới, đao quang lấp lóe lấy hàng mang phá lệ làm người ta sợ hãi. Vương Hưng Phu nội tâm dâng lên dự cảm không tốt. Không nhiều lúc, càng là nhìn thấy có số lớn binh sĩ tới, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Đó là cục an ninh vệ binh. Đây là muốn làm cái gì? Trong đám người lên hỗn loạn, mỗi cái sắc mặt kinh nghi. Cẩm y vệ phá án, người rảnh rỗi lui đến. Hoa tinh hà lanh lãnh âm thanh vang lên, mang theo mấy chục cẩm y vệ đi vào tụ phong tiệm lương thực trước cửa. Tình hình như vậy trực tiếp đánh vỡ lửa nóng tranh mua dấu hiệu, dân chúng hoảng hốt chạy ra, không dám tới gần cẩm y vệ là cái gì ti nha người người rõ ràng đây là phụng bệ hạ chi mệnh đến các vị đại nhân là có chuyện gì vương hưng phu cưỡng chế bất an hỏi lấy không có cái gì sự tình khó nói triều đình còn dám trực tiếp can thiệp thương nghiệp hành vi trước đó có thể chưa hề có qua loại tình huống này ngươi là vương hưng phu kẻ hèn này liền là vương hưng phu không biết đại nhân là ngươi liền không sai hoa tinh hà âm thanh lạnh lùng nói cầm xuống lập tức hắn sau cẩm y vệ tiến lên trực tiếp đem hắn chế trụ bọn họ dùng là một loại da chế tay chụp, đem người cánh tay phía sau trói chặt, càng dãy dụa càng chặt. Vương Hưng phu sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng nói, làm gì? Bằng cái gì muốn bắt ta, ta là Nghĩa Thương, các ngươi như thế không hợp quy củ. Nghĩa Thương. Bệ hạ nói, quy củ liền là dùng đến đánh vỡ. Hoa tinh hà khóe miệng mang theo nhất lên một tia cười lạnh, căn bản cũng không dựng để y đến hắn, ánh mắt ra hiệu, trực tiếp một khối vải rách ngăn chặn miệng hắn. Lập tức mấy cái cẩm y vệ tiến tiệm lương thực, không nhiều lúc liền có mấy người bị bắt đi ra. Bên này bắt người kết thúc, hộ bộ cùng kinh triệu phủ xoa lại đã tới, một bên thanh tra sổ sách, một bên niêm phong cửa hàng. Phối hợp ăn y, hành động cấp tốc. Tại cái này cùng lúc, còn lại mấy nhà tiệm lương thực đều đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Bắt người kiểm toán niêm phong. Ba kiện bộ an bài. Thị trường như gà bay chó chạy, mấy nhà tiệm lương thực trưởng quỹ tâm tính trực tiếp sụp đổ. Bọn họ trữ lương, bọn họ tài phú trực tiếp bị triều đình tước đoạt, cái này cùng trắng trợn cướp đoạt có cái gì khác nhau? Cường đạo. Các ngươi liền là cường đạo. Như thế triều đình có thể nào phục chúng? Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Có người thất thố hô to, có thể căn bản không người để y tới. Nên gãi gãi, nên cầm cầm. Thấy cảnh này, thành dân bách tính cũng là kinh nghi không thôi. Cẩm y vệ đều xuất động, cái này tất nhiên là bệ hạ mệnh lệnh. Đoạn thời gian trước không phải còn nói cả người cả của sinh thụ luật pháp bảo hộ, thế nào liền trực tiếp niêm phong. Lúc này phí điện mang theo người tới. Hắn lớn tiếng nói, bản quan chính là kinh triệu phủ dưỡng, trải qua tra, tụ phong tiệm lương thực, dân thái tiệm lương thực, phúc thái tiệm lương thực. Buôn bán đầu cơ tiền vàng hàng hóa, trữ hàng đầu cơ tích trữ, ác ý nâng lên giá lương thực, theo đại khang mới luật, lấy tội phản quốc luận xử, lấy kính bắt trước làm theo. Tương quan kết quả xử ly sẽ ở ngoài sáng sát thực sau tiến hành công kỳ, triều đình sẽ bảo hộ người thương gia lợi ích không bị hao tổn hại, nhưng tuyệt không cho phép quấy nhiễu loạn thị trường trật tự, tạo ra giá trên trời lương vô lương thương gia cũng chưa vị thành dân bách tính yên tâm giá lương thực sẽ tại mấy ngày bên trong dần dần bình ổn hắn là kinh triệu phủ dưỡng đại biểu liền là quyền uy giờ phút này xung quanh thành dân bách tính cũng cuối cùng minh bạch triều đình làm như vậy chính là vì bình ức giá lương thực chẳng lẽ những người này thật đúng là vô lương gian thương ác ý nâng lên giá lương thực có nhân tâm sinh hoài nghi khẳng định là giá lương thực một ngày một cái dạng tuyệt đối có người ở sau lưng thao tác đại trưởng quỷ không phải nghĩa thương a. À. Thế nhưng là giả nghĩa thương. Quản hắn đâu, chỉ cần giá lương thực xuống tới là được. Dân chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, lại chuyển biến khẩu âm. Bọn họ chỉ để y giá lương thực, có thể ăn lên là được, nhưng cũng có rất nhiều lái buôn lâm vào khủng hoảng. Triều đình trực tiếp can thiệp thương nghiệp mua bán, vẫn là dùng như thế thủ đoạn quá khích, trực tiếp có thể chưa hề có qua. Một trận thanh tra tịch cuốn cả kinh. Bốn bộ môn liên hợp phá án, hiệu suất cực cao, tiến hành đâu vào đấy cẩm y vệ phụ trách bắt người. Kỳ thực loại chuyện này đừng nha môn không nhất định nguyện y làm, có thể sẽ mang tiếng xấu, nhưng cẩm y vệ xuất động liền không giống nhau, đại biểu là bệ hạ. Kinh triệu phủ xuất lực, hộ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật sổ sách, đô sát viện bắt quan viên, phân công rõ ràng. Tại cái này cùng lúc, thượng kinh vùng ngoại thành thông huyện cũng tiến hành lấy bắt. Thông huyện huyện lệnh ngô tử nghi nhìn người tới, thần sắc hơi ngai trệ. Nội các thứ phụ kim nhiệm đô sát viện ngự sử công lương vũ. Vô sự không lên tam bảo điện, vì này tới này làm gì? hắn lên dự cảm không tốt. công lương đại nhân, không biết ngài đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón. công lương vũ không để y tới hắn cười bồi, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, hiện bản quan lấy quan thương cấu kết giành lợi ích tội danh, đưa ngươi giam giữ về đô sát viện thẩm phán. cầm xuống. hắn sau đi theo xoa lại trực tiếp tiến lên, căn bản vốn không cho hắn phản ứng cơ hội, gông xiềng vòng chân đã mang lên. ta. ta oan uổng a. À. ngô tử nghi sắc mặt đại biến bận biểu nói ta cái gì đều không có làm a à? thật cái gì đều không có làm công lương vũ âm thanh lạnh lùng nói vương hưng phu tại thông huyện có mấy cái đại kho lương đều là ngươi đang trợ giúp trong giữ giữ gìn thậm chí liền huyện tất vào kho để đều là hắn lương ngươi còn nói không có cấu kết ta không có cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ngô tử nghi sau lưng đã ướt đẫm hắn không biết tại sao triều đình đều tra đến nơi đây chưa thấy quan tài chưa rơi lệ công lương vũ mang theo người trực tiếp đến huyện nha lương kho cái kia đại nhân Viện nha lương kho đã sớm không ngô tử nghi hoảng trước mấy ngày kinh triệu phủ thống kê thời điểm hắn báo cáo là lương kho không có lương thực dự trữ trống trơn mở ra công lương vũ mệnh lệnh lấy thủ kho nhân viên đến đem cửa mở ra hắn thấy cái này quản kho bất động liền trực tiếp phân phó mang theo lấy xoa lại đơn giản thô bạo đem khóa phá đi kho cửa mở rộng chỉ thấy trong đó bày ra chỉnh chỉnh tề tề lương thực ngươi không phải nói lương kho không có lương thực sao công lương vũ tức giận nói thượng kinh giá lương thực lên nhanh bách tính căn bản mua không nổi giá trên trời lương mà như bọn ngươi như vậy vậy mà cấu kết gian thương trữ hàng đầu cơ tích trữ ngươi phải bị tội gì thật sự là muốn tiền không muốn mạng ngươi cho rằng đây là tiền triều sao ngô tử nghi mặt như bụi đất như thế thanh tra vẫn còn tiếp tục theo lấy tiếp tục lên men cũng mang đến càng lớn ảnh hưởng